Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Trọng Sinh Làm Thím Chân Nam. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Tạ Liên Hoa ngồi ở một bên nhìn hai người đấu mắt với nhau mà không khỏi cạn lời. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ba Tạ nói: "Ba, người cho con đến Giang Gia đón giao thừa nhé. Dù sao cũng không phải lần đầu con ăn Tết ở nhà Tiểu Hy." Ba Tạ nhàn nhạt nhìn cô một cái, khiến cho Tạ Liên Hoa vừa mới lấy được chút dũng khí liền cụp đuôi trở lại. "Chuyện ồn ào như vậy, nhà bọn họ không đến đây nói rõ với ba mẹ, con còn muốn tự mình đến nhà người ta sao?" Tạ Liên Hoa bị ba giằn dậy, cúi thấp đầu ní nhí nói: "Cũng đâu phải là con tự mình đi, là cô Mục bắt anh Trầm đến đón con mà." "Con còn lý lẽ?" Ba Tạ gần giọng, nhưng giữa chừng là nhận được cái lắc nhẹ đầu của vợ mà không khỏi ngập ngừng. Mẹ Tạ vẫn điềm nhiên ngồi đó uống trà. Bà nhìn vết bầm tím trên mặt Giang Trầm mà chỉ khe khẽ thở ra: "Cứ để Hoa Hoa đến Giang Gia một chuyến đi, dù gì cũng là chỗ quen biết. Chuyện lớn chuyện nhỏ cứ để ra Tết rồi tính tiếp, tết nhất vẫn là vui vẻ mới đúng." Tạ Liên Thành nghe mẹ lên tiếng cũng không có ý phản bác, liền thu hồi ánh mắt đang muốn chọc thủng một lỗ trên người Giang Trầm về. "Vậy để con đi với em đến Giang Gia." Mẹ Tạ liếc mắt trừng nhẹ Tạ Liên Thành một cái: "Con không cần nháo, mẹ tin Giang Trầm sẽ đảm bảo tốt cho Hoa Hoa, phải không Tiểu Trầm?" Giang Trầm bắt được ánh mắt như cười như không của mẹ Tạ mà không khỏi ngồi thẳng sống lưng. Ở thế hệ trước, nếu nói Mục Vân như hoa hồng đầy gai nhọn thì mẹ Tạ chính là đóa anh túc độc chết người. "Vâng, cô Tạ, sau giao thừa cháu sẽ đưa Liên Hoa về ngay." Mẹ Tạ hài lòng gật đầu, phất tay ý bảo hai người rồi đi. Tạ Liên Thành có chút không đồng ý, nói với mẹ Tạ: "Mẹ, sao có thể để cho em ấy đi như thế? Danh dự của Hoa Hoa về sau phải làm sao?" Mẹ Tạ ưu nhã rót thêm cho mình và chồng một tách trà, chậm rãi nói: "Con gái lớn khó giữ. Con còn không nhìn ra em gái của con thấp thỏm bao nhiêu khi thấy Giang Trầm vác cái mặt chỗ bầm chỗ xanh kia đến sao?" Tạ Liên Thành mím môi im lặng, tuy không phản bác nhưng vẻ mặt hiển nhiên là không phục. Tạ Liên Hoa bên này vừa ngồi vào xe đã không nhịn được hỏi thẳng: "Anh bị cô đánh đó hả?" Giang Trầm đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, nói: "Em đừng sát muối vào vết thương của anh được không?" Tạ Liên Hoa bĩu môi: "Trò chừa cái tội mê gái, bị gái chơi cho một vố." Giang Trầm á khẩu, chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Hai người rất nhanh đã đến Giang Gia. Vừa vào nhà đã nghe tiếng cười nói rôm rả, thật khiến lòng Giang Trầm lạnh tanh. "Ồ, anh, Hoa Hoa, mau vào ăn cơm đi, mọi người ăn sắp xong luôn rồi nè." Mục Hy cười đến khả ố trên nỗi đau của người khác, thiếu điều chỉ muốn ngã đầu lên vai Triệu Thần Huân mà cười luôn. Triệu Thần Huân nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Giang Trầm, anh chỉ cười khẽ, đem một miếng dưa chuột đút vào miệng Mục Hy, nói nhỏ bên tai cô: "Đừng bức anh trai em, đêm 30 Tết còn cuốn gói bỏ nhà đi bụi." Mục Hy gặm dưa chuột, cười híp mắt với anh: "Anh yên tâm, anh trai của em đã sớm luyện thành tinh thần thép trong mấy cái trường hợp này rồi." Mục Vân cùng Giang Phùng ngồi ở chủ vị, thấy con trai không phụ kỳ vọng của mình, rất hài lòng mà mỉm cười vẫy vẫy tay với Tạ Liên Hoa: "Hoa Hoa, đến rồi thì mau vào nhà ăn cơm đi con." Tạ Liên Hoa bẽn lẽn cười cười, đi đến ngồi xuống bên tay phải bà, đối diện với Mục Hy. Hai cô trước mắt với nhau một cái rất ăn ý mà mỉm cười. Giang Trầm bị mẹ ngó lơ cũng không bỡ ngỡ mấy, tự mình đi đến ngồi xuống cạnh Tạ Liên Hoa, đối diện với Triệu Thần Huân. Hai người liếc nhìn nhau nhưng không có mỉm cười mà là hừ lạnh. Giang Phùng nhìn gia đình đoàn viên không khỏi thở phào một hơi, mỉm cười vỗ tay nói: "Đông đủ cả rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi hả? Hoa Hoa cứ tự nhiên nha con, còn Thần Huân cũng thế nhá." Triệu Thần Huân và Tạ Liên Hoa đồng thời mỉm cười gật đầu với ông. Một nhà sáu người sum họp ăn một bữa cơm tất niên, chỉ có tiếng cười nói, không có công việc, không có chuyện làm ăn và càng không có chuyện ầm ĩ xích mích.
Một khi cắn cắn chiếc đũa trên tay, vui vẻ mà thu hết nụ cười của mọi người vào trong mắt. Đã bao lâu rồi cô chưa được đón giao thừa với gia đình? Là 1 năm trước hay là cả một đời trước? Nói chung chắc là rất lâu đi. Lâu đến nỗi khi cô một lần nữa hòa nhập vào không khí ấm cúng này, thật khiến cô nhịn không được mà lệ nóng quanh tròng. Em suy nghĩ gì thế? Một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô. Một khi khẽ nghiêng đầu, gò má đã chạm phải bờ môi mềm ấm của anh. Cô chu môi đánh anh một cái. Anh chơi xấu, còn ba mẹ ngồi ở đây. Triệu Thần Huân bật cười, cúi xuống hôn cô thêm một cái. Ba mẹ lo thẩm tra răng trầm rồi, không để ý đến chúng ta đâu. Một khi gò má nóng gian, xấu hổ kéo tay anh lên, gặm cắn mấy cái mới hả dạ. Bữa cơm đoàn viên trôi qua suôn sẻ, Triệu Thần Huân bồi Giang Phùng uống trà xem Xuân Vãn. Một khi kéo Tạ Liên Hoa đi đâu mất, chỉ có Giang Trầm bị Mục Vân kéo vào thư phòng giảng dạy dụ dỗ. Còn định giải quyết chuyện lần này thế nào hả? Mục Vân đem cửa thư phòng khóa trái, chính mình ngồi chễm chệ ở đó, lạnh lùng hỏi. Giang Trầm nhìn dáng vẻ như chuẩn bị lâm trận giết giặc của mẹ mà không khỏi thở dài. Con và Liên Hoa không có xảy ra vấn đề gì cả. Con sẽ giải quyết ổn thỏa và giải thích thỏa đáng với Tạ gia. Ngay đêm đó anh đã cho người chặn mọi tin tức trên mạng xã hội. Nhưng người trong giới này tin tức nhanh nhạy, dù anh có đè xuống thì họ vẫn biết mười mươi. Tạ gia tuy không hoạt động ở mảng kinh doanh, nhưng nhà họ mấy đời làm luật, coi trọng nhất là danh dự. Lần này Giang Trầm tuy mạnh miệng nhưng cũng biết rõ là không dễ dàng gì. Mục Vân biết tổng anh đang nghĩ gì, bà không chút khách khí mà đả kích con trai. Con nói hay ghê nhỉ. Nếu mà Tạ gia dễ nói chuyện như vậy thì mẹ cũng không đánh con bầm dập để đi gây thương hại với Hoa Hoa đâu. Khóe môi Giang Trầm giật giật, thì ra mẹ đánh anh là có mục đích khác, chứ không phải muốn răn dạy anh nên người. Mà thôi đi, mẹ thấy Hoa Hoa cũng là đứa bé ngoan, sẵn tiện đôi đường còn đứa con bé tìm hiểu nhau xem sao. Mẹ, Giang Trầm thật hết nói nổi với suy nghĩ của mẹ mình. Anh nhìn Tạ Liên Hoa lớn lên, chỉ xem cô như em gái, nào có thể nghĩ đến loại chuyện đó. Mục Vân bị Giang Trầm gào lên một tiếng, liền trừng mắt nhìn anh. Kêu cái gì? Mẹ chọn phương án tốt như thế con còn chê. Giờ dù con có 10 cái miệng đi giải thích thì Tạ gia người ta cũng không thèm nhìn con đâu. Giờ nước chảy thành sông, con đi xin anh chị Tạ tìm hiểu với Hoa Hoa một thời gian. Nếu thực sự đến lúc đó hai đứa không hợp thì chẳng ai ép được hai đứa. Giang Trầm hít vào thở ra mấy hơi, nói. Vậy Liên Hoa đồng ý sao? Mẹ nghĩ con gái nhà người ta là để mẹ chấm làm con dâu chắc. Mục Vân ngược lại không lo lắng mấy, nhún vai nói. Vậy phải xem miệng lưỡi em gái con học được mẹ mấy phần. Ở xích đu sau vườn đèn hoa răng lối, Mục Hy cùng Tạ Liên Hoa ngồi đó hưởng thụ từng làn gió đêm. Hiển nhiên Mục Hy là bị Triệu Thần Huân gói thành cái bánh chưng mới cho đi ra ngoài. Hoa Hoa, chuyện hôm kia cậu và anh tớ không xảy ra chuyện gì chứ? Mục Hy ngập ngừng hỏi. Tạ Liên Hoa dịu mặt đá đá chân nói. Còn xảy ra cái gì? Tớ lúc đó hoảng quá nên vớ bình hoa đập một cái, suýt thì bể đầu anh ấy. Càng nói giọng Tạ Liên Hoa càng nhỏ dần. Mục Hy bên cạnh nghe vậy thì thấy hơi tiếc, lầm nhầm nói. Tiếc nhở? Không thì cậu cũng giống tớ tình một đêm rồi vớ luôn chồng về nhà cho gọn không? Tạ Liên Hoa quay sang đánh lên tay Mục Hy một cái, hùng dữ mắng. Cậu nói thế mà nghe được đó hả? Tớ với anh Trầm làm sao có thể nghĩ tới cái loại chuyện cấm thiếu nhi xem như thế. Tạ Liên Hoa tuy hùng hổ nhưng cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ ngượng ngùng, hai tay đan lại với nhau xoắn xuýt một đoàn. Mục Hy nhìn nhìn cô nàng một hồi, tự dưng thấy lời mẹ dặn ban đầu cũng có lý. Tạ Liên Hoa là đứa trẻ to xác, chưa hiểu cái gì là yêu hay không, nhưng thiện cảm với anh cô chắc chắn là có. Nếu để Giang Trầm tương tư mãi liệu tư tình để cô ta lợi dụng thì cô thà rằng làm liều xe duyên cho anh và Tạ Liên Hoa còn hơn. Nghĩ nghĩ, Mộc Hi liền âm thầm hạ quyết tâm, vươn tay ôm vai bạn thân vỗ hai cái. Hoa Hoa, chuyện lần này với cậu không hề là chuyện còn con đâu.
Hai người từ một phòng khách sạn đi ra, quần áo còn không chỉnh tề. Nếu nói Xuân là không xảy ra quan hệ thì khó ai mà tin. Gia đình cậu xem trọng danh dự nhất là đối với phụ nữ. Lần này nếu như không có một kết quả hợp ý thì ba mẹ cậu sẽ phạt cậu nặng lắm đấy. Tạ Liên Hoa lắng nghe lời của Mộc Khi, vẻ mặt càng ủ rũ. Vậy tớ phải làm sao? Không có chuyện gì giải thích thì không ai tin. Nếu nó có chuyện thật thì cuối cùng vẫn là bị phạt thôi hả? Cô tuy được ba mẹ yêu thương, nhưng Tạ gia khác Giang gia, nếu có tội thì nhất định sẽ bị phạt không phân trai gái cao thấp. Cô tùy hứng ở đâu chứ ở nhà thì bít cửa. Một khi biết bạn thân có chỗ khó nói, khẽ chực chực hai tiếng, càng ôm chặt bà vai Tạ Liên Hoa hơn. Nếu có chuyện thật thì chưa chắc đã bị phạt đâu. Nếu như cậu gả cho anh tớ thì ba mẹ cậu cũng không thể nặng tay được. Tạ Liên Hoa nghi hoặc nhìn Mộc Hi chằm chằm. Mắc gì tớ phải gả cho anh ấy? Chứ cậu không thích anh trai tớ à? Anh ấy cũng đẹp trai lắm đấy. Gả vào cậu không chịu thiệt đâu. Mộc Hi bật lại với lời lẽ đương nhiên không thể đương nhiên hơn, nhất thời khiến cho Tạ Liên Hoa á khẩu. Tớ thích cái gì? Thích anh tớ. Cậu không thích anh ấy à? Một khi hỏi dồn khiến Tạ Liên Hoa cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình rồi. Từ nhỏ cô luôn cùng Một Khi quậy phá mà không hề lo lắng gì, vì cô biết phía sau cô và Một Khi luôn có anh trai che chở. Cô luôn quen với việc giang trầm nhường nhịn mình, quen với việc anh tự nhiên săn sóc cô và Một Khi. Vậy cô có thích anh sao? Như lời Một Khi nói. Thích chứ. Giang trầm nho nhã hiền lành, chưa từng lớn tiếng với cô, làm sao cô không thích cho được. Nhưng cái thích này có giống như thích giữa nam và nữ không? Tựa như nụ hôn đêm đó. Không không, tôi không biết. Cậu là con nhỏ xấu xa, bổ não cho tôi cái gì vậy hả? Một khi tặc lưỡi khi kế hoạch tẩy não thất bại, nhưng cô không hề nản chí, tiếp tục nói. Tôi thiện chí góp ý đấy. Bây giờ cậu chỉ có một con đường, là đồng ý tìm hiểu với anh tớ. Một thời gian sau, cứ nói là hai người không hợp rồi tan rã, thế thôi. Ba mẹ cậu cũng không nói gì được đâu. Tạ Liên Hoa thấy Mục Hi nói cũng có lý, bèn cắn cắn móng tay trầm tư suy nghĩ. Mục Hi mắt thấy đã đả động được Tạ Liên Hoa, lại phát hiện xa xa có người đang đến. Cô vui vẻ đứng dậy khỏi xích đu, vỗ vỗ vai Tạ Liên Hoa một cái. Được rồi, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Tớ đi tìm chồng tớ đây. Bye bye. Mục Hi nói xong liền co chân chạy mất. Tạ Liên Hoa trợn mắt hét lên. Cậu bỏ tớ lại một mình mà coi được hả? Vậy anh có xem là mình thứ hai không? Giang Trầm chậm chạp đi đến trước mặt Tạ Liên Hoa, thành công khiến cô vừa sù lông đã vội cụp đuôi không dám nhìn thẳng. Triệu Thần Huân bên này uống trà tâm sự với ba vợ rất tự tại thoải mái. Xem ra sang năm có khi nhà mình làm luôn hai cái đám cưới ba nhỉ? Nhấp một ngụm trà, Triệu Thần Huân cười hỏi. Giang Phùng cũng mỉm cười, khẽ tặc lưỡi. Còn phải xem thằng con của ba nó có cố gắng không đã. Hai người nhìn nhau một cái, bỗng bật cười thành tiếng. Một khi lạch bạch chạy vào, ngồi xuống cạnh Triệu Thần Huân, tò mò nhìn hai người. Hai người nói gì mà vui vậy ạ? Triệu Thần Huân đón lấy cô một thân gió lạnh ôm vào lòng, đem hai tay nhỏ của cô lạnh buốt, ủ ấm trong lòng bàn tay mình. Đang nói xem anh trai em có cua được vợ không đó mà. Chạy đi lâu như thế, tay chân đều lạnh hết cả rồi này. Bộ khi cười hì hì, lén rút tay về chơi xấu mà luồn vào áo anh. Phần bụng chợt lạnh khiến Triệu Thần Huân hít vào một hơi. Em muốn tối nay mình đón giao thừa sớm chút sao? Ánh mắt tối sầm của anh khiến Bộ khi thoáng rụt cổ lại. Em sai rồi, cô mới không muốn năm mới mà nằm bẹp trên giường đâu ạ. Triệu Thần Huân híp mắt nhìn cô, anh đưa tay sờ trán, xác định cô không còn sốt nữa, lúc này mới an tâm. Sắp 12 giờ rồi, anh đưa em đi đốt pháo hoa đón năm mới nhé. Đốt pháo ạ? Em đi. Mục Hi chớp mắt, hưng phấn gật đầu, nhưng sau lại nghi ngờ hỏi anh. Nhưng mà công an không đến gõ cửa nhà mình chứ? Tết đến mà về đồn uống trà thì kỳ lắm. Khụ. Giang Phùng ngồi bên cạnh nghe được mà không khỏi sặc nước trong miệng.
Con gái ông sao nó mặn mòi vậy? Triệu Thần Huân cũng là từ bất ngờ chuyển thành bất lực, đưa tay véo má cô. Chỉ là nến pháo sinh nhật nhỏ mà thôi, công an không đến bắt em đâu. Bạn nhỏ công dân tốt ạ. Một khi bị suy nghĩ viển vông của mình làm cho xấu hổ gần chết, nghe đốt pháo làm cô cứ tưởng là đốt mấy cái pháo nổ đùng đùng bắn cao trên trời không. Ở sân sau Giang Gia, Giang Phùng, Mục Vân và Triệu Thần Huân, Mục Hy cùng nhau đi ra, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Giang Trầm và Tạ Liên Hoa cũng chậm rãi đi đến hội hợp cùng với mọi người. Đêm 30 Tết, Giang Gia còn có không ít người làm năm nay không về quê cũng cùng nhau tụ hội ở sân sau. Pháo hoa bánh kem kèm theo là tiếng cười nói rôm rả của mọi người. Một khi phấn khích nghịch nến pháo trên bàn, Triệu Tần Huân nhìn cô vui cũng không có cản lại. Anh chỉ đi theo sau cô, nhìn cô chơi đến vui trời quên đất. Cũng không phải lần đầu em nghịch pháo, hưng phấn đến như vậy sao? Ừ. Anh nhẹ nhàng vén ống tay áo cô lên, tránh để nến pháo dây vào. Một khi vừa hết sốt, giờ lại nghịch ở ngoài gió lạnh, lỗ mũi đã đỏ ửng cả lên, om om trả lời anh. Sao anh biết em không phải lần đầu chơi pháo? Triệu Thần Huân mỉm cười, đem túi chườm nóng của mình nhét vào túi áo cô, nói. Lúc nhỏ còn không biết, ai đem nến pháo cầm trên tay, nằng nặc bắt anh đốt cho chơi. Rõ là sợ, mà vẫn ham vui lắm. Một khi bị nhồi nhét hai cái túi chườm nóng trong người, không vừa ý mà vặn vẹo người, ngước mắt mờ mịt nhìn anh. Có sao ạ? Tại sao cô không nhớ nhỉ? Triệu Thần Huân khẽ cụp mắt, đem một cây nến pháo đốt lên đem nhét vào tay cô. Lúc ấy em còn nhỏ nên không nhớ đâu. Nhưng thực ra anh đã giấu đi một nửa câu chuyện. Sau khi anh đốt nến pháo cho cô xong thì cô đã chạy đi tìm Triệu Hoành mất rồi. Một khi nhận lấy nến pháo, hơ hơ trên không vài cái, cười híp mắt đem nó nhét vào tay anh. Vậy giờ em chia cho anh chơi, không được nói em lúc nhỏ keo kiệt đâu nhá. Triệu Thần Huân nhìn nến pháo nở rộ trong tay, khẽ bật cười đem cô kéo vào lòng mình. Bây giờ em là của anh, còn cần phải chia sao? Một khi bĩu môi cũng vươn tay ôm chặt lấy eo anh. Lúc này không biết là ai hô lên. Đến giờ rồi. 5, 4, 3. Một khi nôn nao chui ra khỏi vòng tay Triệu Tần Huân, ngừng đầu lên nhìn bầu trời, cũng lẩm bẩm đếm theo mọi người. 2, 1, 0, Happy. Lúc cô chuẩn bị hét lên Happy New Year thì môi đã bị Triệu Thần Huân ngậm lấy. Bất ngờ cô mở to hai mắt, lại chạm phải ánh mắt nhu tình của anh. Một khi khẽ ngây ngẩn, nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh hơn. Happy New Year. Mọi người hô hào mừng rỡ. Trên bầu trời đồng thời cũng là từng chùm pháo hoa nở rộ sáng rực. Bên tai là tiếng cười nói, mà sát gần bên cô là hơi thở thân thuộc của anh đang bao bọc cả linh hồn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, Triệu Thần Huân khẽ tách khỏi môi Mục Hy. Nhìn thấy cô vẫn nhắm mắt, anh khẽ bật cười, tựa trán lên trán cô, khàn khàn nói. Chúc em một năm vui vẻ bình an, cùng anh trải qua thêm một năm nữa. Mục Hy mở mắt, ánh mắt long lanh nước, mỉm cười nhìn anh. Vậy em chúc anh mãi mãi có được em. Triệu Thần Huân bật cười ôm cô vào lòng đáp. Được, cảm ơn lời chúc của em. Mục Hy thỏa mãn tựa đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm. Thần Huân, em ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại ở đây. Gia đình của cô, người cô yêu thương, tất cả đều vui vẻ bên nhau, không có sóng gió hay tai ương nào cả. Triệu Thần Huân hơi nhíu mày, suy tư sâu xa, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, đáp. Em không cần ước. Sau này anh sẽ biến những ngày bình thường trở thành những ngày vui vẻ cho em, chịu không? Một khi ở trong lòng anh cười khẽ. Được. Nhưng Triệu Thần Huân không thấy, khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Đúng vậy, sau này đều sẽ là những ngày vui vẻ. Này, hai người bớt phát cơm chó có được không hả? Tết đến nơi rồi, tha cho tố đi. Tạ Liên Hoa không biết ở sau lưng hai người từ khi nào đang hì hục cắt bánh kem, nhưng vẫn không quên lên tiếng phản bác. Một khi rời khỏi vòng tay Triệu Tần Huân, chống lại đi đến chỗ Tạ Liên Hoa. Sao nào? Cậu có giỏi thì cùng với anh tớ phát cơm chó đi. Ở đó kêu ca làm gì?
Tạ Liên Hoa định đưa đĩa bánh kem cho cô, liền rụt tay về, hung dữ nói: "Con bé chết tiệt này. Ây ô, xem, giọng điệu giống chị dâu mình rồi đấy." Mục Hy vui vẻ trêu ghẹo Tạ Liên Hoa, chọc cho cô tức đến trợn mắt. "Mồm mép của em ngày càng sắc nhọn nhỉ." Giang Trầm đi đến bên cạnh hai người, bắt đầu sĩ nói. Mục Hy hết nhìn cái bánh kem trên bàn, lại nhìn Giang Trầm, cô cười hì hì nói: "Giờ anh mới biết thì hơi muộn rồi anh trai à." Dứt lời, cô liền bóc một tay toàn bánh kem muốn chét lên mặt Giang Trầm, nhưng tiếc là Giang Trầm có phòng bị, liền tóm gọn lấy cô: "Nhóc con, chiêu này của em cũ rồi." Mục Hy thất bại nhưng vẫn không có ỉu xìu như Giang Trầm nghĩ, chỉ thấy cô cười danh mãnh, cái miệng nhỏ hét lên: "Chồng ơi, cứu em." Giang Trầm lúc này mới chợt nhớ ra phe địch còn có một người, muốn thả tay Mục Hy ra thoát thân nhưng đã muộn. Một đĩa bánh kem nhỏ xoẹt một cái liền úp thẳng vào mặt anh. Triệu Thần Huân phủi phủi tay, kéo Mục Hy ra sau lưng mình, cười cười nhìn Giang Trầm, cả mặt đều trắng bệch toàn bánh kem: "Ngại quá, vợ con trên hết, bạn bè xếp sau." Giang Trầm đưa tay vuốt mặt, tức đến bật cười, chỉ vào mặt Triệu Thần Huân mắng: "Nhưng mẹ nó, tôi là anh vợ cậu." Giang Trầm trực tiếp vô lấy bánh kem muốn úp vào mặt Triệu Thần Huân, nhưng anh nhanh chân né đi, còn rảnh rỗi nói với Mục Hy: "Bà xã, hậu phương giao cho em." Rồi nhấc chân chạy đi. Giang Trầm giận sôi máu, cầm theo bánh kem rượt Triệu Thần Huân khắp nhà. Mục Hy nhìn mà cười đau cả bụng, vẫy tay nói với theo: "Chồng ơi, anh yên tâm nhé." Nói rồi cô liền hướng thẳng tới Tạ Liên Hoa, nở một nụ cười rất thiện chí: "Chị dâu tương lai, tớ đến để chúc Tết cậu đây." Tạ Liên Hoa trợn mắt nhìn bàn tay toàn bánh kem của Mục Hy đang hướng tới mặt mình. Cô nàng cũng nhanh tay đem đĩa bánh còn lại trên tay mình nhào qua sáp lá cà với Mục Hy: "Vậy để chị đây xem cậu có bản lĩnh không. Xem đây." Giang Phùng và Mục Vân đứng trước đống lửa sông đất, hai vợ chồng tựa vai nhau nhìn bọn họ đùa nghịch mà không khỏi cười lắc đầu. Giang Phùng cảm khái nói: "Thật là năm nào cũng như thế này, một lát phải đi tắm cho mà xem." Mục Vân cười ý vị tiếp lời ông: "Không hẳn, năm nay khác mấy năm trước, giờ đội hình được chia đều hơn rồi." Giang Phùng nghe lời vợ mình, nhìn Mục Hy đang đè Tạ Liên Hoa chét bánh kem, Giang Trầm thì chạy đến muốn giúp nhưng lại bị Triệu Thần Huân đánh lén. Ông bật cười ra tiếng, đưa tay ôm vai Mục Vân: "Một nhà 6 người 3 đội, rất đều." 1 giờ sáng, trong phòng ngủ của Mục Hy ở Giang Gia, Mục Hy ngáp ngắn ngáp dài, nghịch di động ngồi bệt trên giường để mặc Triệu Thần Huân sấy tóc cho mình. "Em và Tạ Liên Hoa chơi cũng hăng quá đấy, chết đâu không chết, toàn úp bánh lên đầu." Triệu Thần Huân vừa nói vừa cúi xuống ngửi ngửi tóc cô. Mục Hy ngẩng đầu lên không phục nói: "Anh cũng thua gì em, toàn úp bánh vào mặt anh trai em thôi." Cảm thấy tóc cô đã khô, Triệu Thần Huân tắt máy sấy ngồi xuống cạnh cô, đưa tay véo mũi Mục Hy đang há to miệng ngáp, làm cô nghẹn hơi ngang: "Là ai ám hiệu cho anh đối phó với Giang Trầm? Giờ sót cho anh trai rồi phải không?" Mục Hy nhăn mũi, đưa tay chọc chọc vào ngực anh mấy cái: "Em nói thế bao giờ hả? Em sót chồng em được chưa?" Triệu Thần Huân bật cười, hôn lên hai má cô mấy cái mới thôi: "Được rồi, đừng nghịch di động nữa, ngủ thôi, khuya lắm rồi." Mục Hy lắc đầu nói: "Em phải chúc Tết cho mọi người đã." Triệu Thần Huân biết cô bướng bỉnh, làm gì thì phải xong xong xuôi mới thôi, nên không cản mà cúi đầu nhìn cô bấm di động. "Không phải mùng 1 gặp mặt chúc Tết mới nhận lì xì sao em?" Mục Hy nửa nhác nghiêng đầu tựa lên vai anh đáp: "Này gọi là chúc Tết online dành cho người thân quen ở xa, anh không biết cái này sao? Anh trước giờ toàn thấy mặt mới chúc Tết rồi phát lì xì." Mục Hy tặc lưỡi: "Anh lạc hậu quá." Triệu Tuần Huân bị vợ nhỏ chê bai, rất bị đả kích lòng tự trọng, liền cầm lấy di động của mình lên nói: "Anh đi chúc Tết online là được mà, như thế hết lạc hậu ngay." Mục Hy nhướng mày hiếu kỳ nhìn anh đang nghiêm túc nhắn lời chúc. Cô khẽ mỉm cười, vì người đàn ông luôn thay đổi bản thân để sánh vai cùng với cô này.
Nhưng Mục Vi đâu biết dáng vẻ hiền lành trước mặt cô của Triệu Tần Huân là thế. Nhưng lời Trúc Gia rất khiến cho người khác tức hộc máu nguyên một năm tiếp theo. Tin thứ nhất anh gửi đi là: "Chúc cậu sớm gặp em gái." Tạ Liên Thành đang chuẩn bị đi ngủ, đọc xong dòng tin nhắn này, suýt thì chửi bậy đầu năm, đáp lại một tin: "Chúc cậu sớm bị cháu trai cướp vợ." Nhưng tiếc là tin nhắn gửi đi lại hiện lên một dấu chấm than màu đỏ chói mắt, hiển thị bạn đã không còn là bạn bè với người dùng này. Tạ Liên Thành chửi: "Tiền sư nhà cậu." Triệu Thần Huân bên này vẫn vui vẻ, làm người không lạc hậu, tiếp tục soạn tin: "Chúc thận của cậu mãi mãi không hư." Lạc Cẩn Du vừa trong sòng bài đứng dậy, vốn còn ôm thêm một mỹ nhân bên cạnh, suýt thì bước hụt chân. "Bà nói chứ." Anh giận dữ gầm một tiếng, dọa cho mỹ nhân sợ xanh mặt. Chỉ thấy Lạc Cẩn Du ấn di động mấy cái gọi đi, nhưng sắc mặt lập tức đã đen thui. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, Lạc Cẩn Du bị cho vào danh sách đen mà tức đến đau thận. Triệu Thần Huân hiếm khi cười vui vẻ như thế, không khỏi là một khi hiếu kỳ. "Anh cười gì thế?" Triệu Thần Huân ném di động sang một bên, ôm cô vào lòng tâm tình rất tốt, đáp: "Chúc Tết online cũng vui quá em nhỉ." Thường thì anh mà nói mấy lời này với bọn họ, chắc sẽ lao qua đại chiến một hồi. Giờ nhắn xong cứ trực tiếp chặn, tiện lợi quá rồi còn gì. Một khi cũng để di động qua một bên, nhìn nhìn nụ cười đắc ý của anh mà không khỏi nghi hoặc. "Vui sao? Sao em thấy anh cười có hơi gian gian nhỉ?" Triệu Tần Huân híp mắt nhìn cô, cười khẽ. "Ừ, quả là có chút gian xảo. Nhưng là muốn gian xảo vậy em." Nói rồi anh đem cô ném vào giữa giường, trực tiếp nhào qua. Mục Hi hét ầm lên: "Anh bảo là đi ngủ mà." Triệu Tần Huân vừa cởi đồ vừa cười nói: "Lúc nãy anh quên, chúng ta phải đốt pháo hoa đón giao thừa trước đã." Nói rồi đến cuối người hôn xuống. Mục Hi bị anh đè chặt dưới người, chỉ biết gào to: "Triệu Tần Huân, anh là tên hỗn đản." Bên ngoài cửa sổ vẫn còn vang vọng tiếng cười đùa đâu đó, mà bên trong căn phòng ấm áp chỉ còn sót lại từng tiếng thở dốc hòa vào là một của hai người. Lạc Cẩn Du mang một bụng tức rời khỏi sòng bài, mặc kệ người đẹp đi theo mời gọi, anh cũng không có tâm trạng nhìn đến. Một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc rít vài ngụm. Lúc đi đến gần bãi đỗ xe, anh bị tiếng ồn ào thu hút, vốn bực bội nay càng cáu kỉnh hơn. "Các người tránh ra, có tin tôi báo cảnh sát không?" Cô em báo cảnh sát đi, xem họ có dám đến đây không. Ba em nợ tiền bọn này, em chạy đến lại không có tiền trả, vậy thì dùng thân để trả cũng được mà." Gã côn đồ cười tà, vươn tay về phía cô gái đang bị cả đám dồn vào trong góc. "Cút!" Cô gái kia tức giận, tát cho gã một bạt tai, liền chọc cho gã côn đồ nổi điên, hung ác nắm lấy tóc cô gái giật ngược ra sau. "Con khốn, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt." Nói rồi gã thô bạo xé toạc chiếc áo phông rộng trên người cô gái, khiến cô vừa thẹn vừa sợ hét ầm lên: "Buông tôi ra, tên khốn." Nhưng cô gái càng vùng vẫy thì gã côn đồ lại càng cản rỡ hơn. Gã đưa tay sờ soạn khắp người cô, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. "Buông ra, trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi em gái à." Gã côn đồ cười ha hà trước dáng vẻ chật vật của cô gái. Gã hung hăng đem cô đè dưới đất, muốn cởi nốt quần của cô. Tiểu đào vùng vẫy kháng cự cũng vô dụng, cô sợ hãi lại tức giận đến mức bật khóc thất thanh: "Xin các người thả tôi ra đi mà." Nhưng đáp lại cô chỉ có những cái đụng chạm ghê tởm cùng với tiếng cười nói thô bỉ của gã côn đồ. Bốp! Trong lúc gã côn đồ hăng hái thì đầu bị người ta nện cho một gậy, khiến gã lảo đảo ngã qua một bên. Tiểu đào nhân cơ hội lập tức ngồi dậy, co rút vào trong vách tường, run lẩy bẩy. Gã côn đồ bị đánh một gậy, nhưng gã lì đòn, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tức giận quay phát người lại mắng: "Mẹ nó, là thằng nào?" "Là tao." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, mang theo tia cười như có như không. Gã côn đồ từ trong ánh đèn đường mờ ảo, nhìn rõ người đến là ai, khí thế ban đầu lập tức biến mất. "Anh Du." Lúc này gã mới để ý thấy mấy tên đàn em đi theo gã đã tự động đứng qua một bên hết từ bao giờ.
Anh có chuyện gì dặn dò sao ạ? Tuy Thành Bắc không phải địa bàn của Lạc Cẩn Du, nhưng người này gã ta cũng không dám tùy tiện chọc. Lạc Cẩn Du rít thêm hơi thuốc lá, rồi đem nó vứt xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Gã côn đồ nghe thế, liền không nói hai câu, dắt theo đám đàn em bỏ chạy. Lúc này trong một góc không ai chú ý đến, một người đàn ông trung niên mặt mũi bầm dập, rụt rè ló đầu ra. Cảm ơn ngài cứu giúp ạ. Lạc Cẩn Du liếc mắt nhìn ông ta một cái, cũng lười nói chuyện. Anh đưa chân đá đá vào chân cô gái vẫn đang co người trong góc. Còn không đứng lên. Tiểu Đào khẽ ngẩng đầu, nhìn đôi giày da sáng bóng ở trước mắt, cắn chặt răng không đáp. Người đàn ông trung niên kia thấy Lạc Cẩn Du để ý đến Tiểu Đào, ông ta liền đi đến, hung hăng đưa tay đánh lên người Tiểu Đào một cái, mắng. Mày bị điếc à? Còn không mau trả lời người ta. Đôi mày Lạc Cẩn Du nhíu nhíu, gậy trong tay muốn giơ lên lần nữa, thì Tiểu Đào đột ngột ngừng phát đầu dậy, dùng hết sức lực đánh người đàn ông trung niên kia túi bụi. Đào giật, ông có còn là con người không? Tôi là con gái của ông đó. Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Đào giật bị đánh túi bụi, liền nghiêng người né tránh, miệng không ngừng chửi bới. Mày điên rồi đúng không? Lại dám đánh ba mày như thế. Đúng, tôi điên rồi đấy. Là ông bức tôi điên. Tiểu Đào hai mắt đỏ bừng tràn đầy giận dữ, nào còn bộ dáng nhỏ nhẹ nhẫn nhịn như mọi khi. Lạc Cần Du ngẩn người giây lát, liền đưa tay giữ lấy Tiểu Đào. Anh buông ra. Tiểu Đào giận dữ hét lên. Hôm nay cô nhận được điện thoại của Đào Giật, bảo là bị người ta đánh không về nổi, muốn cô đến đón. Cô nghĩ tình ba con nên một thân một mình đến đây, vậy mà ông ta lại muốn đưa cô cho đám côn đồ để trừ nợ. Đào lâm lâm cô nhẫn nhịn 20 năm, đến bây giờ xem như đã cạn tình cạn nghĩa với người ba vô trách nhiệm này. Lạc Cẩn Du lần đầu bị cô quát, không hề tức giận, ngược lại còn cười cười, tay ôm eo cô càng chặt hơn, bâng quơ hỏi. Em muốn giết ông ta sao? Tiểu Đào bất giác ngây ngẩn, mấp máy môi không nói thành lời. Lạc Cẩn Du nhướng mày, cởi áo khoác trên người choàng qua vai cô. Giết ông ta cũng không dám nghĩ. Vậy thì em lấy tư cách gì để tức giận? Tiểu Đào cắn chặt môi, mắt long lanh ánh nước quật cường không rơi xuống, mà nhìn Lạc Cẩn Du chằm chằm. Lạc Cẩn Du nắm cổ tay cô kéo đi. Nhưng đi được hai bước, anh liền xoay người lại cười nói với Đào Giật, cũng bị lời nói khi nào của anh dọa sợ. Sau này đừng để tao thấy mày. Đào Giật sợ sệt rụt cổ, lại liên tục gật đầu dạ vâng. Ông ta là con nghiện cờ bạc, dường như là ăn ngủ ở sòng bài, nên không ít lần nhìn thấy Lạc Cẩn Du xử người khác. Giờ bị anh điểm mặt, ông ta có 10 lá gan cũng không dám cãi. Lạc Cẩn Du hài lòng kéo Tiểu Đào rời đi. Đêm khuya gió lạnh cũng không phải lần đầu Lạc Cẩn Du đưa Tiểu Đào về nhà. Chỉ là lần này cô nhóc không còn lo sợ dè chừng anh, mà chỉ im lặng ngồi đó như pho tượng. Đến dưới khu chung cư cũ kỹ, Tiểu Đào mở cửa xuống xe, cúi đầu nói. Cảm ơn anh, áo khoác tôi mượn tạm, sẽ trả lại sau. Nói rồi cô xoay người rồi đi, mà không thèm nhìn sắc mặt Lạc Cẩn Du. Tiểu Đào cũng không vào nhà ngay, mà đi sang cửa hàng tiện lợi, đã thu xếp đồ hơn phân nửa để về nhà ăn Tết, mua vài lon bia. Cô thẫn thờ đi đến ghế đá dưới khu chung cư, ngồi xuống, khui ra một lon bia, ngửa đầu uống cạn. Sau đó lại bóp dẹp lon bia kia đi, trực tiếp ném thẳng ra đất. Lon bia lòn còn lăn vài vòng, chạm phải một đôi giày da sáng bóng quen thuộc. Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lạc Cẩn Du vẫn chưa rời đi, đứng đó nhìn mình cười cười. Lạc Cẩn Du nhìn cô nhóc, hai mắt đỏ hoe nhìn mình kia, rất thích thú mà đi đến ngồi xuống cạnh cô, tự mình khui một lon bia uống. Lâu rồi không uống, mùi vị cũng không tệ. Tiểu Đào nhàn nhạt nhìn anh, cũng khui thêm một lon uống cạn. Sao anh chưa đi? Lạc Cẩn Du tao nhã uống ngụm bia, đáp. Tôi sợ thỏ con mình mới cứu ra từ hang sói lại rơi vào hang cọp, nên đi theo nhìn một chút đó mà. Tiểu Đào nhíu mày nhìn anh. Ai là thỏ hả? Lạc Cẩn Du như cười như không, đi ánh mắt thẳng đến áo khoác trên người cô nói. Em đoán xem. Cái dáng vẻ này của cô
mà đi lơ mơ ở ngoài đường giữa đêm thế này chẳng khác nào mời gọi bọn hái hoa tặc. Tiểu Đào theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cúi đầu im lặng uống hết lon bia trong tay. Lạc Cẩn Du cũng không dỗi hơi đi an ủi cô, anh vẫn rất tự tại nhấm nháp bia mà chẳng có miếng mồi nào. Hai người vẫn im lặng ngồi cạnh nhau như thế cho đến khi cô nhóc bên cạnh nỉ non nước nghẹn từng tiếng. Tiểu Đào mệt mỏi ngừng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, dường như đêm có chút lạnh. Cô khẽ co người dùng tay ôm lấy vai lẩm nhẩm nói: ông ta không cho tôi ăn, không cho tôi học, vậy mà khi lớn lên lại hết lần này đến lần khác dùng danh nghĩa ba con mà bòn rút tiền của tôi. Nhưng vì ông ta góp phần sinh ra tôi nên tôi nhịn. Vậy mà hôm nay ông ta lại muốn bán tôi cho bọn côn đồ. Từng cái đụng chạm sờ mó của tên kia khiến cô thấy thật ghê tởm. Lạc Cẩn Du một tay chống trán nghiêng đầu nhìn những giọt nước mắt lan dài trên má Tiểu Đào, hờ hững nói: nếu chán ghét thì cứ xử ông ta là được, kẻ chết rồi thì mới an phận. Tiểu Đào thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía Lạc Cẩn Du không hiểu hỏi: anh thích xử người lắm sao? Lạc Cẩn Du cười khẽ đáp: không thích xử, chỉ là bọn chúng không thích sống. Tiểu Đào cụp mắt lắc đầu cười khổ nói: anh biết không, có thể họ đáng chết nhưng không đáng để bản thân gây ra tội nghiệp vì họ. Chúng ta sống chỉ muốn ngày một tốt hơn, chứ không phải sống một lần rồi thôi. Xử họ bẩn tay lắm. Nụ cười hờ hững trên môi Lạc Cẩn Du cứng đờ, bên tai dường như nghe thấy tiếng khóc yếu ớt xa xôi. Ba còn không muốn chết. Yếu đuối như mày thì sống làm gì? Tao không có đứa con như mày. Bốc. Tiểu Đào tiếp tục khui ra một lon bia tu ừng ực. Tôi cũng hận ông ta lắm, nhưng mà tôi phải sống, sống tốt hơn thế, tốt đến mức khiến ông ta tức chết mới thôi. Nói rồi cô cười hì hì như đứa ngốc, nụ cười đơn thuần tràn đầy ý chí, thoáng chốc khiến Lạc Cẩn Du phải nghiêm túc nhìn kỹ cô nhóc mà anh luôn xem thường là kẻ yếu đuối này. Tất cả cũng chỉ vì muốn sống thôi sao? Lạc Cẩn Du tự hỏi tự suy nghĩ, bất chi bất giác cũng đã uống vài lon bia vào bụng. Tiểu Đào đã sớm ngủ gục, chỉ có anh nằm mơ màng ngồi đó nhìn cô. Đứa ngu, say rồi hả? Lạc Cẩn Du đưa tay chọc vào má Tiểu Đào, nhưng cô chỉ chép miệng vài cái không thèm mở mắt. Lạc Cẩn Du cười khẽ lần nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Một đứa ngu thấu rõ sự đời. Cái dáng vẻ ngây thơ thường ngày thì ra là lừa ông đây. Một người chịu khổ chịu đói, chịu hết sự ghẻ lạnh của cuộc đời thì có thể ngây thơ được sao? Nếu có cũng chỉ là cô nhóc muốn tự lừa mình dối người, hoặc là vì hiểu rõ nên mới hờ hững. Một đêm giao thừa cứ thế trôi qua, có nơi hạnh phúc, có nơi bâng khuâng, có nơi tăm tối, cũng có nơi tìm được một tia sáng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Mùng một Tết, tại phòng khách Giang Gia, mọi người tấp nập chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên đầu năm. Mục Vân tới lui tìm mãi mà không thấy cô con gái quý hóa của mình đâu. Bà nhíu mày đi lại hỏi Triệu Tần Huân vừa thắp hương xong: vợ con đâu rồi? Sao sớm giờ mẹ không thấy nó? Triệu Tần Huân áo mũ chỉnh tề, lễ phép cười bảo: vợ con tối qua hơi mệt nên ngủ trễ xíu ạ. Lý nào lại vậy? Tối qua mẹ dặn rồi không nghe, con nghịch tới khuya. Bây giờ mùng một Tết, con ườn ra đấy ngủ nướng, mẹ đi gọi nó dậy. Mục Vân càm ràm xắn tay áo lên hùng hổ đi lên tầng. Triệu Tần Huân định ngăn bà lại nhưng liếc mắt thấy cũng đã hơn 9 giờ nên đành thôi. Một khi gần sáng mới được ngủ, cơ hồ là xong việc liền lăn ra ngủ ngay nên nhất thời quên mất hôm nay không thể ngủ nướng. Cô đang vỉnh mông ngủ đến ngon lành thì đâu bỗng dưng bong bong mấy tiếng như trời giáng, làm giật mình tỉnh cả ngủ. Gì, gì đây? Mục Vân đứng ngờ đầu giường, tay cầm cái nồi, tay cầm cái muôi múc canh, cười hòa ái với cô. Xin phép mời cô Mục Tiểu Hy xuống nhà ăn sáng ạ. Bây giờ sắp trưa rồi, cô có biết không hả? Mục Hy nhăn nhó mặt mày, đưa tay gãi cái đầu như tổ quạ của mình,
Mẹ, người ta còn đang ngủ. Ngủ cái gì? Có đứa con gái nào như con không? Mùng một Tết để chồng xuống phụ mẹ vợ, còn mình thì vểnh mông ngủ trong phòng. Nhắc tới Triệu Thần Huân là một ký ức không thể nói được. Cô mềm oặt nằm ra giường lầu bầu. Còn đang phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình mình mà, mẹ còn mắng con. Mục Vân bị lý lẽ của cô chọc cho tức cười. Bà giơ cái muôi trong tay lên, nện thẳng vào mông cô mắng. Đó là đặc quyền của mẹ. Còn con, bây giờ ngoan ngoãn thay đồ rồi đi xuống tầng ăn sáng. Nếu không con đổi tên của mình thành Giang Hy đi. Ôi mẹ, mẹ không nói lý lẽ. Lúc bé mẹ cứ dọa cô theo họ ba, sau này phải thức khuya dậy sớm để đến công ty, cho nên cô chết sống vẫn lấy họ mẹ, cho dù ba ba thân yêu năn nỉ cũng mặc kệ. Giờ cô bao nhiêu tuổi rồi mà bà vẫn lấy cái này ra dọa cô không biết. Mẹ không nói lý đấy. Con nhanh cái chân lên, bằng không thì cuốn gói về nhà mình mà ngủ. Con gái con đứa, lười nhớt cả thầy. Trước khi đi, Mục Vân còn lừa một cái uy hiếp cô. Mục Hy xoa xoa mông, nghiến răng ken két. Triệu Thần Huân chết tiệt, đều tại anh thấy sắc nổi lòng tham nên giờ hại cô bị mẹ mắng ngay ngày đầu năm. Mục Hy dùng tốc độ hỏa tiễn để rửa mặt rồi lao thẳng xuống tầng. Triệu Thần Huân đang đứng ngắm cây mai răng trầm trang trí tối hôm qua, âm thầm chê bai trong lòng. Thấy cô đi đến, anh mỉm cười dang hai tay ra. Em dậy rồi hả? Nào biết Mục Hy hung hăng chạy đến, nhảy lên tóm hai vai anh, lắc thật mạnh. Anh là tên hỗn đản hại em bị mẹ mắng, còn bị đánh vào mông nữa đó. Đau chết em có biết không hả? Triệu Tấn Huân bị cô lay có chút đứng không vững, liền bật cười, tay ôm eo cô, lần xuống dưới một chút, sờ sờ, dịu dàng nói. Anh sai rồi. Là chỗ này đau sao? Anh xoa xoa sẽ hết đau. Mục Hy đang nổi lửa lại bị anh hết sờ rồi xoa, lập tức xấu hổ đến mức dậm chân vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Anh đừng có sửa loạn. Nhìn hai má cô đỏ ửng, Triệu Tần Huân vui vẻ bật cười ha hả. Hai người ở lại Giang gia ăn sáng xong liền lên đường đi về Triệu gia. Trên xe, Mục Hy vui vẻ mở bao lì xì ra đếm đếm tiền. Anh trai em keo kiệt như vậy, lì xì có mỗi 1 triệu. Triệu Tần Huân nghiêng đầu nhìn cô nãy giờ, không khỏi lên tiếng trêu chọc. Mục Hy sắp gọn lại tiền bỏ vào một túi thơm màu đỏ thêu hoa sen, bĩu môi nói. Lì xì đầu năm là để lấy lộc, cần gì so đo nhiều ít. Quan trọng là tấm lòng người cho và lời chúc của người nhận. Triệu Tần Huân gật gật đầu nói. Em nói cũng đúng. Vậy xem ra tiền riêng của anh vốn muốn lì xì giao cho em quản, chắc anh phải cân nhắc lại quá. Mục Hy đem túi thơm bỏ vào túi sách, nghe thế thì liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ, lập tức sáp lại gần anh. Làm vợ chồng thì cần gì đắn đo quá nhiều. Anh lo toan việc ngoài, còn gia đình và tiền bạc cứ giao cho em là được. Triệu Tần Huân phì cười, đưa tay véo má cô một cái, đáp. Chỉ giỏi dẻo miệng. Nói rồi anh móc bóp ra, đem hết thẻ giao cho cô, chính mình chỉ chừa lại một cái, nói. Vậy sau này nhờ em quán xuyến gia đình nhé. Mục Hy cười tít mắt không khách khí, thu hết thẻ vào tay mình. Vâng, chúc anh 1 năm làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình. Nói rồi cô vui vẻ đến ngã đầu lên vai anh, thích thú ngắm nhìn mấy cái thẻ ngân hàng trên tay mình. Triệu Thần Huân cười cười, một tay đem cô ôm vào lòng, mặc cho cô đùa nghịch nửa gia tài của mình trên tay. Lần này bọn họ cũng không về nhà chính Triệu gia, mà đi thẳng đến Ninh Gia Tự, là một ngôi chùa do Triệu gia quyên góp xây lên và cũng là nơi gửi gắm cho cốt tổ tiên Triệu gia. Lúc Triệu Thần Huân và Mục Hy đến nơi thì đã gần trưa, trước cửa đã có một vị hòa thượng trẻ tuổi chờ sẵn. Hai vị thí chủ, Triệu lão gia đang thắp hương ở chính điện, mời nhị vị theo bần tăng. Triệu Thần Huân nhẹ gật đầu, nắm tay Mục Hy bước theo sau vị hòa thượng. Phải nói đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Mục Hy mới đi đến nơi linh thiêng như chùa chiền. Ở thời khắc này hơn bao giờ hết, cô vô cùng tin Phật. Dọc theo đường đến chính điện là những tượng Phật uy nghiêm, xung quanh lượn lờ hương khói, gió mát lay lay từng hồi, thực sự khiến cho tâm can bình yên lạ thường. Em sao thế? Đang bước đi, Triệu Tần Huân cảm nhận được Mục Hy thất thần nên cúi đầu
nhỏ giọng nói. Mộc Khi lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, nắm tay anh chặt hơn, lắc đầu tỏ ý cô không sao. Nhưng tia nhàn nhạt, nhạt mông lung trong đáy mắt cô vẫn không qua khỏi mắt anh. Triệu Tần Huân không có truy hỏi, chỉ nhẹ xoa bàn tay nhỏ của cô trấn an. Đến cửa chính điện, vị hòa thượng kia liền rời đi, chỉ còn Triệu Tần Huân và Mộc Khi tự mình bước vào. Hai người tháo giày chậm rãi bước vào trong, liền thấy Triệu lão gia quỳ ở phía trước, sau là Triệu Thần Giật, Lâm Huyên và Triệu Hoành cũng đang quỳ. Không gian yên tĩnh linh thiêng, chỉ có tiếng gõ gõ tụng kinh của sư thầy. Triệu Tần Huân nắm tay Mộc Khi đi đến, cũng chậm rãi quỳ xuống chắp tay. Mộc Khi theo anh quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn Đức Phật trên cao. Cô khẽ nhắm mắt chắp tay nguyện cầu: mong người phù hộ cho những người con yêu thương đời này bình an vui vẻ. Trong đại điện, mọi người đều yên lặng ngay ngắn thành tâm chắp tay nguyện cầu, cho nên không ai thấy Triệu Hoành vốn cũng nhắm mắt, lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn Mộc Khi chằm chằm. Anh ta cảm thấy dường như mỗi lần gặp lại Mộc Khi thì cô lại càng khác so với lần trước. Hiện tại cô không còn bộ dáng đanh đá ngang ngạnh, mà thay vào đó là sự mềm mại, thành thục đến lạ. Mộc Khi thành tâm cầu phúc, cũng bị ánh mắt như kính hiển vi của anh ta làm mất tập trung. Cô mở mắt nhíu mày, lạnh lùng quay sang, mắt đối mắt với Triệu Hoành. Chỉ thấy anh ta nở một nụ cười như gió xuân dịu dàng nhìn cô. Mộc Khi tự nhiên cảm thấy nổi da gà, quay đầu đi không muốn nhìn thấy nụ cười giả tạo kia của anh ta. Vừa vặn lúc này Triệu lão gia mệt mỏi khấn vài cái với Đức Phật rồi đứng lên. Mọi người thấy thế cũng theo đó đứng dậy. Quỳ lâu chân Mộc Khi có hơi tê. Cô ngước mắt tội nghiệp nhìn Triệu Thần Huân, nói nhỏ: chân em tê quá. Triệu Thần Huân cười khẽ đứng dậy, cúi người đỡ lấy cô đứng lên. Mộc Khi vịn tay anh khập khiễng đứng thẳng người, mặt mày đều nhăn nhúm lại. Em đi nổi không? Mộc Khi hít sâu một hơi, gật đầu nói: em đứng một chút là có thể đi được. Lâm Huyên liếc mắt nhìn qua, vẫn nhớ tới lần trước Mộc Khi tạt nước trà còn đuổi mình ra khỏi nhà. Bà ta cay nghiệt nhìn châm chọc nói: còn không nhìn xem đây là chỗ nào. Ồm ồm ấp ấp, đúng là chẳng ra cái thể thống gì. Mộc Khi đang khó chịu vì chân tê, vốn cô cũng chẳng ưa gì Lâm Huyên, liền cười lạnh bật lại: tôi chân tê còn được chồng dìu, chứ có mấy người ngay cả ngó cũng chẳng thèm ngó cái kia. Lâm Huyên nhìn Triệu Thần Giật đang dìu Triệu lão gia đi đằng trước mà không khỏi tức xanh mặt. Đủ con danh. Một khi cười khẩy chả thèm để ý đến bà ta nữa, mặc kệ chân tê, cũng nắm tay Triệu Thần Huân kéo anh đi. Triệu Thần Huân nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình, ánh mắt vốn còn lạnh lẽo dần hiện lên tia ý cười. Ở khuôn viên chùa có một cái đình nghỉ mát, mọi người đều lục tục cùng nhau đi đến, ngồi xuống uống trà. Triệu lão gia nhìn Mộc Khi nắm tay Triệu Tuần Huân đi vào mà không khỏi vui vẻ vẫy tay với cô: Tiểu Hy à, con lại đây ngồi cạnh ta đi. Lâm Huyên vốn giận hờn không muốn ngồi cạnh Triệu Thần Giật, định đi qua ngồi bên tay trái Triệu lão gia, lại bị câu này của ông làm cho bà ta đi được nửa đường liền đứng chững lại. Mộc Khi nước mắt thấy Lâm Huyên đứng ở kia, trong lòng nổi lên ý xấu, liền cười ngọt ngào kéo Triệu Thần Hân đi qua ngồi xuống chiếc ghế kia, còn không quên khiêu khích hất cằm với Lâm Huyên khiến bà ta tức mà không làm gì được. Ba, chúc người năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, nghìn điều như mơ, mỗi ngày như thơ, triệu sự bất ngờ. Mộc Khi vừa ngồi xuống đã chúc Tết lia lịa, làm cho Triệu lão gia thích chí bật cười ha hả. Ngoan lắm, chúc Tết hay thế này nhất định là phải có lì xì rồi. Ông hiền hòa cười nói, lấy ra một bao lì xì đưa qua cho cô. Mộc Khi cười tít mắt, dùng hai tay nhận lấy: con cảm ơn ạ. Triệu Thần Huân một bên rót trà, nhìn cô được lì xì mà vui như đi hội, không khỏi lắc đầu. Sáng giờ cô ấy nhận được không ít lì xì rồi đấy bà. Mộc Khi vui vẻ cất bao lì xì vào túi, nháy mắt vài cái với anh. Triệu lão gia bên cạnh uống trà cười đáp: Tiểu Hy còn nhỏ, được nhận lì xì là hiển nhiên rồi. Nói xong ông thần bí ghé vào tai Mục Hy hỏi nhỏ: mùng một làm ăn bội thu chứ con? Mục Hy buồn cười lấy tay che miệng, cũng bắt chước
nhỏ giọng thì thầm với ông. Dạ, khá khá ạ, con thu được hết tiền của Tần Huân rồi. Triệu lão gia nghe thế thì cười lớn. Giỏi, cứ thế phát huy con nhé. Mục Hy cũng cười, dựng ngón cái lên với ông. Vâng ạ. Triệu Tần Huân nhìn hai người cười nói là biết hợp tâm làm chuyện xấu rồi. Anh chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, đem trà nhét vào tay Mục Hy. Mục Hy ngoan ngoãn nhận lấy, uống cạn nước trong ly. Dường như còn không đã khát, cô muốn rót thêm nước thì Triệu Tần Huân đun ly của anh sang. Nước trong ấm còn nóng lắm, em uống của anh đi. Cả nhà Triệu Hoành ngồi đối diện nhìn như thế cũng thấy bản thân hơi dư thừa quá rồi. Triệu Thần Giật thì vẫn cứ từ ái mà nhìn Mục Hy chăm chú, lúc này móc ra một bao lì xì đưa cho cô cười nói. Năm mới chú. Triệu Thần Giật nói được một nửa để nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triệu Tuần Huân bắn qua. Ông ta cười gượng vội sửa lời. Năm mới anh chúc em dâu vui vẻ an nhiên, gặp nhiều điều may. Mục Hy vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã không còn tia vui vẻ khi nãy. Cô lễ phép nhận bằng cả hai tay đáp. Em cảm ơn. Chúc anh năm mới phát đạt thành công trong công việc. Những tưởng cô cười cảm ơn là xong, nào biết Triệu Thần Giật như bị điểm huyệt, vẫn cứ chăm chú nhìn cô không rời mắt. Triệu Thần Giật nhìn dung nhan có 7 phần giống với Mục Vân của Mục Hy mà không khỏi thất thần quên phản ứng. Mục Hy ngờ nghịch kéo góc áo Triệu Thần Huân ra hiệu cho anh. Sao nhà anh ngoại trừ lão gia tử và anh ra thì chẳng có ai là bình thường vậy hả? Triệu Thần Huân đưa tay nắm lấy tay cô vuốt nhẹ, ánh mắt lạnh lạnh như băng. Nước nhìn Triệu Thần Giật ly trà trên tay cũng không khách khí đặt mạnh xuống bàn. Anh trai, đầu năm mới anh đừng để gia đình mất vui. Triệu Thần Giật bị tiếng động làm cho giật mình, vội thu hồi tầm mắt về, biết bản thân thất thố nên cười trừ cho qua chuyện. Anh hơi mệt nên thất thần xíu ấy mà, thất lễ rồi. Mục Hy mắt điếc tai ngơ không thèm nhìn ông ta, cúi đầu nắm tay Triệu Thần Huân lên nghịch. Triệu Thần Huân cũng không thèm trả lời Triệu Thần Giật, rất phối hợp để Mục Hy nghịch tay mình. Bộ Triệu Thần Giật tưởng bọn họ ngu hết rồi chắc, ánh mắt như muốn ăn Mục Hy kia rất chướng mắt người có được không. Triệu Thần Giật bị ngó lơ càng thêm xấu hổ, cúi thấp đầu. Làm sao ông lại có thể lầm tưởng Mục Hy thành Mục Vân được chứ. Triệu lão gia vốn vui vẻ được chút cũng bị Triệu Thần Giật chọc cho mất hứng. Ông không thèm uống trà nữa, chống gậy đứng lên nói. Thần Huân, con đưa Tiểu Hy đi thắp hương xung quanh đi, ta đi gặp trụ trì một chút. Triệu Thần Huân gật đầu đáp. Vâng, để con dìu ba đi. Triệu Thần Giật nghe thế thì vội lên tiếng, liền rút lấy tiếng hừ lạnh của Triệu lão gia. Không cần, con vẫn nên đến đại điện nghe kinh Phật tĩnh tâm lại đi. Trên hành lang dài, Triệu Thần Huân sánh vai cùng Mục Hy bước đi. Trên tay hai người là vài nén nhang đang bốc khói nghi ngút. Bà hôm nay trông xanh xao quá. Mục Hy khẽ nghiêng đầu buồn buồn nói với Triệu Thần Huân. Anh mỉm cười choàng tay lên vai cô nhẹ vỗ. Bao tuổi cao nên sức khỏe không ổn định. Nếu em lo lắng, sau này chúng ta thường xuyên về thăm ông một chút. Mục Hy khẽ cụp mắt nhíu mày nói. Người già rồi thì sức khỏe yếu đi nhanh thế sao? Lần trước mình về thăm ba vẫn còn khỏe khoắn hăng hái lắm. Khi nãy tuy cô và Triệu lão gia cười đùa như không có việc gì, nhưng thật ra đều là Triệu lão gia gắng gượng mỉm cười. Triệu Thần Huân cũng ngưng mi suy nghĩ đáp. Để anh cho quản gia Lý quay về nhà chính, có người thân cận bầu bạn, chắc tinh thần ông sẽ được thoải mái hơn. Những ngày gần đây gia đình bọn họ xào xáo chắc hẳn đã khiến ông áp lực không ít. Có quản gia Lý chia sẻ chắc sẽ vơi bớt phần nào ưu phiền. Mục Hy thở ra một hơi nhẹ gật đầu. Hai người vừa vặn đi đến điện Quan Âm, nhất tề cùng nhau đi vào quỳ xuống khấn vái. Mục Hy yên lặng cầu phúc xong liền đứng lên cắm hương vào lư đồng. Lúc cô muốn xoay người rồi đi thì phát hiện Triệu Trần Huân vẫn đang quỳ trên bồ đoàn. Mục Hy không tiện gọi anh nên chỉ nhẹ nhàng đi ra khỏi điện trước, đứng ngoài cửa chờ. Phải mất một lúc lâu sau Triệu Thần Huân mới đi ra. Mục Hy hiếu kỳ lại gần trêu ghẹo hỏi anh. Anh cầu với Quan Âm điều gì mà quỳ lâu thế à?
Triệu Thần Huân mang giày vào, xong đứng lên đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười nói. Anh cầu người ban cho anh một cô con gái. Mộc Hy thoáng chốc ngẩn người, lúng túng đưa tay đẩy tay anh ra. Anh, sao tự dưng lại cầu con cái chứ? Triệu Thần Huân cười khẽ, nắm lấy tay cô cất bước rời đi, nhẹ giọng nói. Hi hi, anh đã không còn trẻ nữa, mà em chỉ mới đôi mươi. Nếu không sớm có một cô con gái để đảm bảo, anh chỉ sợ ngày tháng dài dòng em sẽ chê anh già mất. Mục Hy nghe mà vừa thương vừa buồn cười, đem bàn tay anh kéo lên hôn một cái. Em mới không có chê anh già. Còn nữa, em còn nhỏ lắm, vẫn chưa chơi đủ, làm sao đã sinh con rồi chứ? Triệu Thần Hoan lại không cho là như thế, trả lời. Không sao mà, chúng ta tranh thủ sinh một đứa trước. Nhiệm vụ trông con cứ giao cho anh là được. Một khi bĩu môi, giả vờ giận dỗi, thả tay anh ra, nói. Không chịu, em còn chưa giành được cái giải thưởng nào để làm thành tựu trong nghiệp diễn, vậy mà anh lại muốn em đi nhận giấy khai sinh cho con trước. Thấy cô cáu kỉnh, Triệu Thần Huân khẽ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt buồn man mác, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô nói. Được rồi, chờ em nhận được giải thưởng thì mình sinh con sau, chịu không? Mục Hy hứ một tiếng, cầm lấy bàn tay anh đưa lên miệng gặm cắn. Nhưng cô không biết khống chế lực đạo, cho nên cắn xuống chỉ khiến Triệu Tần Huân cảm thấy ngứa mà thôi. Thích gặm tay anh như vậy à? Anh buồn cười hỏi. Mục Hy nhẹ hích cằm nói. Không thích thì gặm làm gì chứ? Triệu Tần Huân bật cười thành tiếng, cúi người hôn nhẹ lên má cô. Đúng lúc này di động trong túi reo chuông, anh lấy ra thì thấy là thư ký Hạ gọi. Một khi đứng gần nên nhìn rõ di động của anh, cô đẩy anh ra phẩy tay nói. Anh đi nghe đi, em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Vậy anh rời đi giây lát, em lại kia ngồi đợi anh nhé. Triệu Tấn Huân nhẹ mỉm cười dặn dò cô đôi câu rồi đi tìm chỗ khác nghe máy. Nhìn bóng lưng Triệu Tấn Huân đi xa, nụ cười vui vẻ trên môi một khi dần nhạt đi. Cô xoay người mờ mịt nhìn về phía điện quan âm phía xa. Người ta nói con cái là duyên, là nợ của ba mẹ. Vậy có phải hay không, đứa bé ở đời trước là vô duyên vô phận với cô? Không phải là cô không muốn sinh con cho Triệu Tuần Huân, mà là cõi lòng của cô vẫn luôn sợ hãi. Sợ hãi có được rồi sẽ mất đi lần nữa. Thoáng chốc hốc mắt cô đau xót, một khi mệt mỏi đi đến ghế đá cách đó không xa ngồi xuống. Tình cảm hai người tốt nhỉ? Ngay cả sinh con cũng tính đến rồi sao? Triệu Hoành không biết đến từ lúc nào, từ bên cạnh bồn hoa bước ra tươi cười nhìn Mục Hy. Đang ưu thương khôn nguôi, liền gặp được kẻ đầu sỏ. Ánh mắt Mục Hy thoáng chốc trượt lạnh, cười khẩy nói. Thì ra anh còn có cái sở thích nghe lén người khác. Nào có chứ, anh đi thắp hương nên trùng hợp nghe được thôi mà. Triệu Hoành cười cợt đi đến gần Mục Hy, ngang nhiên nhìn cô không rời mắt một giây. Mà phải nói, chú anh xài đồ cũng tốt thật, em ngày càng đẹp ra. Bị trêu ghẹo ví như đồ vật, Mục Hy không hề bộc phát lửa giận mà chỉ đăm đăm nhìn Triệu Hoành như muốn đâm thủng một lỗ trên người anh ta. Lần trước bị đánh có phải là còn nhẹ quá không? Có cần tôi bảo chú anh dạy dỗ anh thêm một lần nữa không, cháu trai? Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Triệu Hoành thoáng chốc cứng đờ, hung ác nhìn Mục Hy, nghiến răng nói. Mục Hy, em giả ngây giả dại lâu như thế có mệt không hả? Nếu cô thực sự đầu óc ngu si thì bây giờ người đang ung dung châm chọc anh ta là thế nào đây? Nếu cô tính tình ngang ngạnh thì làm sao một người trầm ổn như Triệu Thần Huân sẽ yêu chiều cô như thế chứ? Đến bây giờ mọi chuyện vượt ngoài kế hoạch thì làm sao Triệu Hoành không nhận ra Mục Hy giả heo ăn thịt cọp. Mục Hy nghe được thoáng chốc bật cười thành tiếng. Cũng không tệ lắm. Anh còn có thể không tiếng động đâm răng ra tôi một nhát, thì làm sao tôi có thể thụt lùi được đây? Hiện tại cô gả cho Triệu Thần Huân, Liễu Tư Tình chả có cớ gì mà dán lên người anh cô mà bỏ qua Triệu Hoành mà cô ta tâm niệm. Nếu có nguyên do thì là Triệu Hoành muốn dùng cô ta để cài gián điệp vào Giang gia, hệt như đời trước. Triệu Hoành hơi ngẩn ra giây lát rồi bật cười thành tiếng. Xem ra là tôi không có mắt nhìn rồi.
Ít ra em thông minh hơn Liễu Tư Tình. Tiếc là hơi muộn. Mục Hy khẽ nhích môi, nhàn nhạt, nhạt nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoành, nói: Vậy à? Tôi hy vọng rằng đến cuối cùng anh vẫn có thể cười được. Đừng khiến tôi thất vọng. Một tia khát máu xẹt qua trong đáy mắt cô, thoáng chốc khiến Triệu Hoành hoảng hốt. Anh ta mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào. Mục Hy không muốn nhìn thấy anh ta nữa, nên nói xong cô liền đứng lên rồi đi tìm Triệu Thần Huân. Mục Hy, em vậy mà có ý nghĩ muốn xử tôi sao? Nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia rồi đi, Triệu Hoành không còn lẩm bẩm. Một tia khát máu điên cuồng trong thoáng chốc kia của cô thực sự là muốn xử lý anh ta. Cậu ta lại tìm chuyện với em. Mục Hy tâm trạng bất ổn, chỉ cúi đầu đi về phía trước, nên không phát hiện Triệu Thần Huân đã sớm trở lại. Chợt nghe được giọng anh, cô vội ngừng đầu, mờ mịt nhìn anh như đã tìm được điểm tựa. Thần Huân. Triệu Thần Huân ưu tư nhìn tia hận ý vừa tan đi trong ánh mắt cô mà lòng khó chịu dâm gian. Anh siết chặt nắm đấm, dài chân đi thẳng về hướng Triệu Hoành ở sau. Mục Hy thấy thế liền kéo tay anh lại, nói: Anh đi đâu? Triệu Thần Huân nheo mắt sâu xa nhìn cô. Em hận Triệu Hoành. Vậy để anh xử cậu ta đi là được. Mục Hy hốt hoảng chợt buông tay anh ra, lắp bắp nói: Anh nói gì thế? Triệu Thần Huân khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười lần này lại nhạt nhòa yêu thương đến lạ. Hi hi. Rốt cuộc em có chuyện gì mà không thể nói với anh sao? Mục Hy chạm phải ánh mắt tĩnh lặng ưu sầu kia của anh, khiến cô chợt có cảm giác ký ức hai đời đã bị anh nhìn thấu. Từng chuyện ngu ngốc trong quá khứ, những ký ức tệ hại mà cô muốn giấu đi kia, dường như trong thoáng chốc đã bị anh phát hiện. Một cỗ tự ti hổ thẹn xông lên toàn thân, Mục Hy cụp mắt né tránh ánh mắt anh. Thần Huân, em muốn về nhà. Thấy cô né tránh mình, cõi lòng Triệu Thần Huân cảm thấy vô cùng tổn thương khi mà cô không hề tin tưởng mình như anh hằng mong. Anh biết trong lòng cô có hận thù, nhưng anh lại không rõ là hận điều gì. Hôm nay anh mới vô tình phát hiện ý hận ấy là xuất phát từ Triệu Hoành. Anh cũng không muốn ép hỏi cô thế này đâu, nhưng mà nhìn cô cố che giấu hận thù như chất độc ăn mòn linh hồn cô kia, lòng anh đau lắm. Anh khẽ nhắm vào, hít sâu một hơi, đáp: Được, em ra xe trước đi, anh đi nói với ba một tiếng. Nói rồi anh liền xoay người rời đi, lần đầu tiên bỏ lại Mục Hy một mình như thế. Cô nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt kìm nén từ đầu đến giờ bỗng tuôn trào không ngớt. Cô biết bản thân che giấu cảm xúc không tốt khiến anh phát hiện lại càng thêm lo lắng. Cô cũng biết anh quan tâm mình, nhưng cô làm sao để kể rõ cho anh nghe hết mọi chuyện đây? Nói rằng cô hận Triệu Hoành và Liễu Tư Tình một đời lợi dụng bức tử cả nhà cô. Nói rằng cô là oan hồn sống lại để đòi mạng người. Hay nói rằng cô một đời ngu si bỏ lỡ anh, nên giờ hối hận cùng luyến tiếc. Mùng một Tết không chút tốt đẹp, hai người vẫn cứ giữ im lặng suốt dọc đường về. Thậm chí ngay cả quản gia Lý cũng phát hiện hai người bất thường. Thần Huân, Mục Hy nhịn không được sự im lặng này, khẽ gọi anh. Nhưng Triệu Thần Huân không trả lời, anh đi thẳng vào thư phòng, cũng không có trở ra. Mục Hy ủ rũ không biết làm gì, chỉ đành tự mình ra vườn hoa hóng gió. Quản gia Lý cảm nhận tình hình không ổn lắm, bèn đánh bạo pha một tách trà, đi đến thư phòng Triệu Thần Huân gõ cửa. Vào đi. Quản gia Lý chậm rãi đi vào, chỉ thấy Triệu Thần Huân cũng không có xử lý công văn gì. Anh chỉ là mệt mỏi ngã lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Quản gia Lý khe khẽ thở dài, đi đến đặt tách trà lên bàn, nói: Cậu chủ, tôi thấy cô chủ ở ngoài vườn hoa đã hơn 2 tiếng rồi mà không vào. Chỉ sợ cô chủ vừa khỏi bệnh sẽ lại cảm lạnh nữa. Triệu Thần Huân hé mắt ngồi thẳng người dậy, cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm, nói: Bác khuyên cô ấy vào giúp tôi. Quản gia Lý sớm đã soạn thảo văn bản trong đầu, liền đáp ngay: Tôi có khuyên nhưng cô chủ không nghe. Hơn nữa, hình như tôi thấy cô ấy khóc. Một ngụm nước trực tiếp nghẹn ở cổ họng Triệu Thần Huân. Anh nhắm mắt thở dài một hơi, thả tách trà trên tay xuống, đứng lên, nói: Được rồi, bác lui xuống đi. Quản gia Lý cung kính gật đầu, ngậm cười đáp: Vâng.
Ở vườn hoa, Mục Hy thất thần cầm một đóa hoa hồng lên ngắt từng cánh hoa ném xuống đất. Lâu lâu lại hít cái mũi nghẹn bít của mình một cái. Triệu Thần Huân tay cầm một tấm khăn tròn lớn, đi đến gần nhìn mà vừa thương vừa giận. Em định ngắt hoa tưởng tượng như đang đánh anh, để hả giận sao? Mục Hy giật mình xoay người lại nhìn anh, vội phủ nhận. Em không có. Triệu Thần Huân mặt không cảm xúc, đem khăn tròn quấn cô lại cẩn thận. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, nhưng không có ôm cô như mọi khi. Là do anh không khống chế tốt cảm xúc của mình. Em có giận thì cũng đừng hành hạ thân thể như thế. Mục Hy bẹt bẹt môi, thò tay qua nắm lấy tay anh. Em không có giận, em chỉ sợ anh không để ý tới em nữa. Cái cảm giác khi được chiều đến hỏng người rồi lại bị anh ngó lơ như thế, cô thực sự là ấm ức không chịu được. Triệu Tấn Huân cảm nhận được đầu ngón tay nhỏ nhắn lạnh như băng đang nắm tay mình mà không khỏi cau mày thật chặt. Mục Hy thấy anh vẫn im lặng, liền ném đóa hoa trong tay đi, không chút tiền đồ, chui rúc vào lòng anh, mếu máo nói. Anh muốn biết gì em đều nói cho anh. Anh đừng lơ em đi nữa được không? Nói xong cô thực sự bật khóc thành tiếng. Cô chỉ là khó mở miệng, chứ không cố ý lừa dối anh. Nếu anh muốn biết, vậy thì cô sẽ nói. Dù bị anh xem như kẻ điên, cô cũng sẽ nói hết cho anh. Chỉ cần anh đừng làm lơ cô đi. Nghe cô khóc, Triệu Thần Huân dù có giận mấy cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng. Anh thở dài đưa tay ôm cô. Được rồi, em đừng khóc. Mục Hy vẫn đứt nghẹn không ngừng lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Thần Huân bất đắc dĩ chỉ đành bế ngang cô lên đi về phòng ngủ. Mục Hy được anh thả lên giường nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo anh không buông. Anh đừng có đi. Triệu Thần Huân ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô, thỏa hiệp nói. Anh không đi. Em đừng khóc nữa, cũng không cần nói gì cả. Khi nào em muốn nói thì nói với anh sau cũng được. Mục Hy mím môi, cô nén lại nước mắt, lắc đầu vội vã nói. Em nói hết. Em hận Triệu Hoành, em thù Liễu Tu Tình. Vì họ lừa gạt em, có ý đồ xấu muốn lợi dụng hãm hại giết gia đình em. Hận thù đến mức em muốn giết chết bọn họ, khiến họ không có chốn dung thân, khiến họ sống không bằng chết. Càng nói cảm xúc vì đè nén suốt thời gian dài của Mục Hy dần thoát khỏi dây cương tuột dốc không phanh. Nói năng lộn xộn, vừa đau thương vừa tràn đầy sự điên cuồng. Lần trước Triệu Thần Huân chỉ nhìn thấy cô như thế qua camera ghi lại. Giờ đây nhìn rõ trước mắt thế này, sự khủng hoảng ban đầu của anh càng ngày càng tăng chứ không giảm. Anh vội ôm chặt cô vào lòng trấn an, anh nói. Đừng nói nữa, anh hiểu rồi. Không sao đâu, anh ở đây. Sẽ không để ai làm hại được em và gia đình mình cả. Mục Hy hiện tại như một ấm nước đun sôi vậy, phải chịu đựng ngọn lửa nung nấu quá lâu, cố gồng mình nên chịu đựng. Đến hiện tại, ấm nước đã bốc hơi cạn đáy, cũng là lúc cô suy sụp tinh thần nhất. Cô ôm chặt lấy anh khóc nấc. Một ngày chưa giết được bọn họ, em đều không cam lòng. Thần Huân, em khó chịu lắm. Tuy sống lại một đời biết trước được tương lai, nhưng có rất nhiều chuyện cô không biết rõ tường tận, nên cô vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp, một dao xử lý chết Triệu Hoành. Nhưng hận thù quá lâu không được giải tỏa, dường như đã tích tụ nên một tia cực đoan đè nén trong linh hồn cô, ngày đêm không ngừng cắn xé. Triệu Thần Huân sắc mặt âm trầm đến đỉnh điểm, ôm chặt lấy cô trong lòng. Có anh ở đây rồi, ngoan. Mục Hy chỉ biết vùi đầu sâu vào hõm vai anh, khóc không thành tiếng. Thì ra Triệu Hoành đã uy hiếp đến trên người Hi Hi thế này, khiến cô ngày đêm không yên, hận thù chồng chất. Có lẽ anh không nên nương tay nữa rồi. Cảm xúc một khi bộc phát thì không thể kiểm soát được nữa. Mục Hy đem tất cả uất ức, đau thương vốn kìm nén trong lòng bấy lâu hóa thành nước mắt, giải thoát hết thất thảy ra bên ngoài. Kết quả đêm đó cô lại phát sốt, lần này sốt cao không có cách nào giảm. Triệu Tấn Huân rạng sáng mùng 2 Tết vội vã đưa cô nhập viện. Phu nhân chỉ là nhiễm lạnh quá lâu, cộng thêm với tâm lý quá mức căng thẳng và kích động, cho nên phát sốt là điều hiển nhiên. Truyền dịch xong thì ổn cả thôi. Vị bác sĩ trung niên nghiêm túc nói với Triệu Thần Huân vẫn luôn ngây người bên cạnh giường Mục Hy. Chỉ thấy anh gật đầu phất tay ý bảo ông ấy đi ra ngoài. Vị bác sĩ kia cũng không nhiều lời, liền đi ra ngoài đóng cửa lại, dành không gian riêng cho hai người. Triệu Thần Huân ngắm nhìn Mục Hy ngủ say trên giường bệnh,
Sắc mặt cô giờ đây đã xanh xao tái nhợt. Vì sốt cao khó chịu mà đôi mày thanh tú đều nhíu chặt. Anh đau lòng đưa tay xoa lên giữa trán cô. Hi hi. Anh xin lỗi. Anh cũng không biết từ lúc nào đã yêu cô trong toan tính được mất thế kia. Dẫu biết cô có nỗi khổ tâm, dẫu biết cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh vẫn nhẫn tâm dùng chiêu trò thao túng tâm lý cô. Đúng, tất cả chuyện hôm nay đều là do anh cố ý. Cố ý ở trong điện quan âm lâu hơn. Cố ý giả vờ nghe di động để rời đi. Bởi vì anh đã sớm phát hiện Triệu Hoành đi theo bọn họ. Anh cần phải kiểm chứng một vài điều. Bởi vì đêm 28 Tết kia, Mộc Hy mất kiểm soát đã khiến lòng anh lo lắng trùng trùng. Từ trước đến nay anh đều thương cô, chiều cô đến mức hiện tại cô gần như là ỷ lại vào anh. Cho nên việc anh sử dụng chiêu trò bạo lực lạnh thì cô trong lúc tâm lý lung lay nhất chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Và hiển nhiên anh đã nắm bắt cơ hội thành công khiến cô áp lực đến mức phải bộc phát tất cả cảm xúc và tâm sự trong đáy lòng. Giờ đây những điều muốn biết anh đã biết. Nhưng mà nhìn cô suy yếu nằm trên giường bệnh thế này, anh quả thật là hối hận rồi. Hi hi. Anh sai rồi. Trong cơn mơ màng, nóng bức, một khi dường như nghe thấy tiếng anh re rút thì thầm, cô chậm rãi hé mắt ra mờ mịt nhìn anh. Thần Huân. Triệu Thần Huân đang cúi đầu nắm tay cô, nghe thế liền ngẩng đầu lo lắng hỏi. Em thấy sao rồi? Một khi mấp máy môi, không chút sức nắm tay anh thì thào nói. Ôm. Triệu Thần Huân ngượng cười, nằm lên giường ôm lấy cô vào lòng. Anh ở đây, em ngủ đi. Một khi nằm trong vòng tay anh, khẽ hít hít mũi, mềm mềm hỏi. Anh có còn giận em? Trái tim Triệu Thần Huân co thắt. Anh khẽ hít vào một hơi, nói. Anh không có giận em. Bây giờ không. Sau này tuyệt đối cũng không. Một khi nhắm mắt cọ cọ vào cổ anh nói. Anh hứa đấy nhá. Anh hứa. Triệu Thần Huân nói xong cũng không nghe thấy cô nói gì nữa. Anh cúi xuống nhìn, thì ra cô đã thiếp đi rồi. Khẽ đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, anh lẩm bẩm nói. Hi hi. Chỉ lần này thôi. Sau này anh tuyệt đối sẽ không lừa gạt em nữa. Tha thứ cho anh. Nhiều năm về sau khi Mộc Hy tỉnh táo suy nghĩ lại chuyện này thì chỉ hận không thể đánh chết chú già nhà mình. Và hiển nhiên Triệu Thần Huân cũng là bị vợ đuổi ra khỏi phòng ngủ ở sofa suốt 1 tháng vì cái tội mưu mô xảo quyệt. Quay lại hiện tại, ở một quán bar náo nhiệt, trong căn phòng bao tràn đầy khói thuốc lá, bên trong phòng có 2 người đang ngồi đối diện nhau. Người đàn ông đang hút thuốc kia diện mạo khá dữ tợn, bởi vì trên mặt hắn có một vết sẹo dài và hắn chỉ còn độc nhất một con mắt lăm lăm lệ khí. Chuyến hàng lần này cậu làm rất tốt. Hắn ta cười khà khà khiến cho vết sẹo nhăn nhúm lại trông càng ghê rợn. Triệu Hoành ngồi đối diện hắn ta, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang cười đáp. Việc anh giao, tôi nào dám lơ là. Cậu cứ khiêm tốn. Thật không uổng công tôi nhìn trúng cậu hả? Nói rồi hắn ta cười phá lên. Triệu Hoành chỉ mỉm cười không đáp gì thêm. Chuyện cậu nhờ tôi đã xong cả rồi, đi kiểm tra chút đi. Ánh mắt Triệu Hoành lóe lên một tia hưng phấn, hiển nhiên đây mới là điều mà anh ta cần đêm nay. Cảm ơn anh, tôi đi trước. Gã một mắt kia nhẹ phất tay, liền có một gã đàn em bước ra dẫn đường cho Triệu Hoành. Triệu Hoành nhẹ gật đầu với gã một mắt rồi cất bước rời đi. Quán bar về đêm vô cùng náo nhiệt trụy lạc. Triệu Hoành được người dẫn đến tầng cao nhất của quán bar, đi vào một căn phòng đã sớm có người canh gác. Vừa bước đến cửa thì bên trong có một gã đàn ông đi ra. Tinh thần gã đó trông vô cùng sảng khoái. Thấy Triệu Hoành chỉ nhẹ cười gật đầu, đưa một USB qua cho Triệu Hoành rồi rời đi. Các người ở bên ngoài đi. Triệu Hoành nói rồi tự mình mở cửa bước vào trong. Vừa bước vào, một mùi hương kỳ lạ đập vào mũi, không khỏi khiến anh ta nhíu mày. Đi thêm vài bước vào trong, đã thấy một cô gái lõa thể rũ rượi nằm trên giường, ánh mắt tuyệt vọng đến thê lương. Cảm thấy thế nào? Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Hoành, vẻ mặt đại biến không dám tin vào mắt mình. Là anh. Triệu Hoành cười cợt, đá tấm chăn lên che cơ thể khiến anh ta có chút chóng mặt kia. Bất ngờ không? Khốn nạn. Cô gái kia như phát điên, mặc kệ bản thân không mặc quần áo, cũng muốn nhào qua đánh Triệu Hoành.
nhưng lại bị anh ta tàn nhẫn tát cho một bạt tai ngã sấp ra giường. "Đừng có làm giá ở trước mặt tôi. Chơi ma túy, bán tập thể. Cô nghĩ mình tốt đẹp lắm hay sao? Nhưng đó là do anh bẫy tôi." Cô gái kia điên tiết hét lên. Triệu Hoành cũng chỉ cười nhạt, đưa một cái USB lên hơ hơ. "Vậy thì sao nào? Cô làm gì được tôi?" "Anh, thằng khốn, mày muốn gì hả?" Cô gái kia càng điên loạn. Triệu Hoành lại cường cười thích chí. "Đơn giản thôi. Dự án Tề Khi Biệt Uyển. Tôi muốn cô làm tay trong cho tôi." Cô gái kia thoáng chốc ngẩn người, không dám tin nhìn Triệu Hoành chằm chằm. "Anh điên rồi. Làm như thế, nếu như mọi chuyện phanh phui thì tôi còn được sống sao?" Triệu Hoành nhún vai đem USB cất vào túi, nói: "Chuyện đó là chuyện của cô. Còn hiện tại, nếu như cô không chịu hợp tác thì tôi sẽ phát tán clip lên mạng. Cô chọn đi." Cô gái kia bất lực ngồi nghệt ra đó, nước mắt tuôn ra như mưa, căm hận nhìn Triệu Hoành. "Anh vĩnh viễn cũng không bằng Thần Huân, đồ khốn nạn." Nụ cười trên môi Triệu Hoành dần nhạt nhòa, anh ta khẽ cụp mắt, che đi tia tàn nhẫn trong đáy mắt. "Cô biết không, tôi rất ghét khi bị so sánh với chú ta." Anh ta vừa nói vừa cởi thắt lưng xuống, thoáng chốc khiến cô gái kia dựng đứng cả gai ốc, vội vàng lùi vào trong. "Anh muốn làm gì?" Triệu Hoành nhoẻn môi cười không trả lời. Chỉ thấy anh ta không nương tay, quất mạnh thắt lưng lên người cô gái kia. "Những kẻ thích so sánh thế này rất nên bị phạt." Thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn sót lại tiếng thét thất thanh của cô gái cùng tiếng cười đầy hưng phấn của Triệu Hoành. Trời càng về gần sáng, quán bar cũng dần trở nên yên tĩnh đi. Triệu Hoành một đêm không ngủ nhưng tinh thần rất thanh tỉnh. Anh ta vừa đi vừa huýt sáo, trông vô cùng ung dung nhàn hạ, chỉ trừ áo sơ mi trắng trên người thấp thoáng vài tia máu đỏ sậm là khác thường. "A Hoành." Ở ngã rẽ bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh ta. Triệu Hoành dừng bước chân, nhíu mày xoay người lại nhìn cô gái đứng sau lưng anh ta từ lúc nào. "Cô cũng biết tìm thú vui nhỉ?" Liễu Thu Tình một thân váy đẹp trang điểm tỉ mỉ đứng đó giữa canh ba, nếu không đặc biệt đến chờ người thì chỉ có thể là từ bên trong đi ra. Liễu Thu Tình chua chát nhìn nụ cười trào phúng trên môi Triệu Hoành, nói: "Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau một lần." Triệu Hoành hơi nhướng mày cười cợt hỏi: "Tôi và cô nói chuyện gì cơ? Hay cô thấy một tấm chi phiếu không đủ nên muốn thêm tiền?" "Triệu Hoành, anh đừng quá đáng." Liễu Tư Tình bị khi nhục mà tức đến phát khóc. Cô chẳng qua là không buông bỏ được đoạn tình cảm gần ấy năm của hai người nên mới muốn tìm Triệu Hoành nói chuyện. Những tưởng ngày đó cả hai tức giận nên không kiểm soát được lời nói, nên cô ta nào ngờ Triệu Hoành lại có một mặt khốn nạn đến thế này. Triệu Hoành nhìn Liễu Tư Tình khóc lóc mà phát phiền, anh ta vừa định xoay người rời đi thì lại nghe cô ta hét lên: "Anh thích Mục Hy đúng không? Muốn chống lại chú anh, muốn đoạt lại tập đoàn, tất cả đều chỉ là ngụy biện đúng không?" Từ lúc Mục Hy gả cho chú út của Triệu Hoành thì cô đã dần thay đổi khác xa so với trước kia, mà Triệu Hoành dường như cũng càng chú ý đến Mục Hy nhiều hơn. Triệu Hoành như thể nghe được chuyện cười nên bật cười thành tiếng. "Tôi luôn cho rằng Mục Hy là kẻ ngu xuẩn, nhưng hiện tại cô lại chứng minh cho tôi thấy cô mới là kẻ ngu nhất." Liễu Tư Tình đờ người ra tại chỗ mất vài giây, chỉ nghe Triệu Hoành cười cợt nói tiếp: "Thích Mục Hy. Hiện tại có lẽ tôi vừa mắt cô ta hơn là cô đấy. Nếu như rảnh rỗi ở đây vòng vo thì không bằng đi giải quyết mớ lộn xộn của cô đi." Liễu Tư Tình cắn chặt răng, phẫn uất nhìn chằm chằm anh ta. Cuộc sống khốn đốn hiện tại của cô là do ai ban tặng hả? Như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, Triệu Hoành khẽ nhún vai, nói: "Hận tôi. Cô nên nhớ, tôi có thể dung túng cô ám hại Mục Huy nhiều lần, thì cũng có thể để cho người khác làm hệt như thế với cô. Biết điều một chút đi." Liễu Tư Tình chợt dùng mình một cái, bởi vì không ai hiểu rõ những chiêu trò nham hiểm của Triệu Hoành hơn cô ta. Nhìn rõ sự sợ hãi trong đáy mắt Liễu Tư Tình, Triệu Hoành lúc này mới hài lòng rời đi. Chỉ là anh ta không nhìn đến cuối cùng, ánh mắt Liễu Tư Tình đã dần trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Cô ta lấy di động ra ấn vài cái gọi đi. Lão Phạm, yêu cầu của ông tôi chấp nhận, nhưng vai diễn kia nhất định phải là của tôi. Được. Phòng 502, khách sạn Giao Hoa, anh chờ em. Cuộc sống hiện tại của Liễu Tư Tình đã rơi vào đường cùng. Cô ta cũng chẳng còn gì để mất, cho nên bằng mọi giá cô ta muốn cho những kẻ khinh miệt chèn ép cô ta phải trả cái giá thật đắt, từng người một, không tha kẻ nào. Vài ngày Tết dần trôi, một khi ngã bệnh lần nữa, lập tức liền trở thành người được chăm sóc đặc biệt của cả nhà. Ở một căn phòng bốn bề đều là mặt kính hướng ra vườn hoa hồng đỏ rực, từng tia nắng đen lòi chiếu lên người Mộc Hy đang lười nhác nằm dài trên một chiếc giường mềm mại. Cảnh sắc hài hòa yên bình là thế, nhưng vẻ mặt Mộc Hy lúc này lại lạnh lẽo như băng, cầm di động đặt bên tai, hờ hững nói: "Lễ vật tôi tặng, anh thích không?" Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người đàn ông dường như đang khá tức giận. Một khi nghe vào tai, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Tôi là ai quan trọng hơn bí mật mà tôi tặng anh kia ư?" Người đàn ông kia hừ lạnh khinh thường: "Nhảm nhí. Cô tưởng chỉ vài tấm hình thì tôi sẽ tin sao? Mọi sự thật đều có cần thời gian chứng minh. Tôi không tin anh là sẽ không đi điều tra một chút nào." "Cô gái, gan dạ đấy. Cô tưởng cô ẩn danh gửi tin đến thì tôi không tra ra được thân phận của cô sao?" Người đàn ông kia đã bình tĩnh đi không ít, lời nói ra sắc bén không kém phần máu tanh. Mục Hy ngược lại cười khẽ ra tiếng đáp: "Tùy ý anh thôi, dù sao đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thôi." "Cô rốt cuộc muốn gì?" Mục Hy lười nhác chống tay lên đầu, nghiêng người ngắm vườn hoa diễm lệ bên ngoài, sắc đỏ như nhuốm thêm một tia lệ khí trong mắt cô. Chỉ thấy môi đỏ chậm rãi phun ra vài chữ đầy rét lạnh: "Tôi muốn mạng Triệu Hoành." Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát mới đáp: "Vậy tôi chờ xem cô có bản lĩnh gì." "Ok, tôi rất mong chờ ngày được gặp anh. Tạm biệt." Cúp máy, Mộc Hy khẽ khép hờ hai mắt, một lát xua tan đi hàn khí quanh thân. Cô nhẫn nhịn lâu như thế, đã đến lúc chậm rãi thu lưới rồi. Triệu Thần Huân vừa vặn bước vào, nhìn thấy cô đang cuộn mình trong chăn mềm, nhắm mắt, nhịn không được ôn nhu đến gần cô. "Về phòng rồi hẵng ngủ đi em." Mộc Hy mở mắt nhăn mũi, nhích người gối đầu lên đùi anh lẩm bẩm: "Ngày mai em phải đi đến đoàn làm phim rồi. Người ta muốn dành thời gian chơi với anh một chút mà. Ngày mai chỉ mới mùng 10, vẫn chưa có hết Tết. Nhưng Mộc Hy lại phải vào đoàn phim bắt đầu ghi hình. Với mấy ngày như hình với bóng cùng anh, Mộc Hy thật là có chút không nỡ." Triệu Thần Huân cưng chiều đưa tay vuốt ve tóc cô. Mấy ngày gần đây anh cảm nhận được cô ngày càng dính lấy mình hơn, cho nên một số công việc hiện tại anh đều gác lại qua Tết giải quyết sau. Triệu Thần Huân cười khẽ nói: "Vậy em ở nhà đi, không cần phải đi nữa." Quả nhiên người nào đó vội ngóc đầu ngồi dậy phản đối: "Không được, em cần phải gây dựng sự nghiệp riêng của mình." Ồ. Triệu Thần Huân nheo mắt nhào người qua ôm lấy cô ngã lăn xuống giường êm. Trời đất quay cuồng qua đi, một khi đã phát hiện mình đang nằm trên người anh. Cô bật cười khanh khách, thò tay giày vò gương mặt đẹp trai kia một phen: "Anh bao tuổi rồi mà còn chơi trò này?" Triệu Thần Huân dễ dàng tóm lấy hai tay cô, đem cả người cô lật lại đè ở dưới thân. "Chơi đùa còn phân biệt tuổi tác sao?" Anh ghé sát vào môi cô khẽ cọ cọ, khiến Mục Hy ngứa ngáy rụt cổ lại. "Em không có ý đó mà." Triệu Thần Huân nhẹ hôn lên môi cô một cái, rồi nghiêng người nằm xuống ôm cô vào lòng. "Hôn lễ của chúng ta, anh tính toán tổ chức sớm hơn dự định ban đầu. Em thấy sao?" Mục Hy gối đầu lên tay anh, rất thoải mái mà vươn vai một cái trêu chọc hỏi: "Sao thế? Anh sợ cô dâu chạy mất à?" Triệu Thần Huân cười khẽ, nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ một cái, đáp: "Cô dâu thì sẽ không chạy được khỏi tay anh đâu. Anh chẳng qua là chờ không được nữa mà thôi." "Anh tự tin nhỉ? Còn không biết mấy ngày trước ai giận hờn khiến em khóc đến phát bệnh đâu." Mục Hy có ý trêu ghẹo, đưa tay chọc chọc lên ngực anh. Nào ngờ Triệu Thần Huân lần này là đau thật, lần nữa đem cô nằm trên người mình. Anh buồn buồn nhìn cô nói: "Là anh sai rồi.
Em tha thứ gả cho anh được không? Mộc Khi không ngờ anh hối lỗi thật. Nhìn ánh mắt đượm buồn của anh, cô khẽ cúi đầu hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: em đây ngay cả lĩnh chứng với anh cũng đã lĩnh rồi, còn sợ gì một cái hôn lễ chứ. Triệu Thần Huân nhìn vẻ mặt cương quyết của cô mà không nhịn được cười. Anh đưa tay ấn cổ cô xuống lần nữa, triền miên hôn lên môi cô. Anh có khóa cửa không? Mộc Khi thần bí hỏi. Triệu Thần Huân nhẹ gật đầu. Thế là cô hỏi tiếp: kính này là kính một chiều nhỉ? Triệu Thần Huân đáp: ừ. Chỉ thấy ánh mắt Mộc Khi lóe lên tia danh mãnh, trong lòng Triệu Thần Huân không khỏi có dự cảm chẳng lành. 15 phút sau, Triệu Thần Huân tựa lưng lên tường, trên trán nổi đầy gân xanh, hơi thở phập phồng bất định, lâu lâu lại hừ khẽ một tiếng. Hi hi. Chỉ thấy Mộc Khi ngẩng đầu lên, bờ môi đỏ ướt át, khẽ cao lên nụ cười nghịch ngợm nhìn anh hỏi: anh thích không? Triệu Thần Huân cổ họng khô khốc, cắn răng kéo cô gái ôm vào ngực, hung hăng đưa tay đánh lên mông cô. Ai dạy em thế hả? Cái trò kích thích này rốt cuộc cô học ở đâu? Mộc Khi híp mắt cười, giang chân ngồi lên người anh, dùng hành động để trả lời thay. Gặp anh tự khắc muốn làm, không cần học. Theo động tác chậm rãi ngồi xuống, hơi thở của Triệu Thần Huân ngày càng nặng nề. Vậy hôm nay để anh xem em có thể làm tới đâu nào. Nói rồi anh nhấc bổng cả người cô lên, hướng tới cửa kính, ép sát cô lên tường. Trong căn phòng kính, hai thân thể cuốn lấy nhau không rời, thân mật lại nóng bỏng đến mức khiến cho những tia nắng e thẹn rút dần về chân trời phía tây. Mùng 10 Tết, Mục Hy khăn gói biện diện xa chồng vài tháng để quay phim. Trước khi đi, Triệu Thần Huân dặn trước đủ thứ, kèm thêm một chuyện mà anh vừa quyết định tối hôm qua. Đầu tháng 6, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ. Có thể nói cô quay xong hóa điệp là sẽ bước thẳng lên xe hoa vào lễ đường làm lễ. Lý do mỹ miều của Tổng Giám đốc Triệu đó chính là không thể thả hồ yêu ngàn năm là cô bên ngoài quá lâu, cứ hốt thẳng về nhà đóng cửa phòng lại, gây hại một mình anh là đủ. Một khi lần này đi chỉ mang theo Tiểu Đào, còn về phần Vương Quốc Sâm, không lâu trước đó bị cô phát hiện ra là người do Triệu Thần Huân sắp xếp vào bên cạnh mình. Người xem Vương Quốc Sâm như anh trai thứ hai của mình như Mục Hy, quyết định dặn anh ta 2 tháng, nên lần này trực tiếp ném anh ta ở lại thành Bắc. Hóa Điệp là một bộ phim điện ảnh có rất nhiều yếu tố quân sự, nên đạo diễn chơi lớn đánh bạo, đi móc nối quan hệ, xin được quân doanh nửa tháng huấn luyện các diễn viên. Mục Hy lần này tiến đoàn sớm, chẳng qua là bị ném vào quân doanh nửa tháng học hỏi kinh nghiệm. Nhưng cô giấu nhẹm chuyện này với Triệu Thuần Huân vì sợ anh mà biết cô phải đi huấn luyện trong tình trạng vừa khỏi bệnh, chắc chắn anh sẽ hủy luôn bộ phim này mất. Người nào đó muốn thể hiện trách nhiệm của người chồng nên âm thầm đầu tư không ít vào Hóa Điệp đâu. Nửa tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, Mục Hy sớm ngày tập luyện các kỹ năng cơ bản nhất, xem như cũng ra hình ra dáng một người lính cần có. Ở sân tập bắn rộng lớn, một đám người đã sớm tản đi, chỉ có mỗi Mục Hy vẫn kiên trì đứng thẳng người nhắm bắn. Đoàng đoàng vài tiếng nhưng đều lệch hồng tâm. Mục Hy không chịu thua, dù tay có run đến lẩy bẩy cũng muốn kiên trì nhắm bắn tiếp. Lạc Thần đứng cùng một binh sĩ chịu trách nhiệm dạy bọn họ tư thế cầm súng, lần này bất đắc dĩ mà nhìn Mục Hy. Mục Hy, cô trụ không nổi thì bỏ cuộc đi. Lạc Thần vốn khuyên can, nhưng lời nói ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mục Hy tức đến xoay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Anh rảnh quá thì về đi. Lạc Thần xì một tiếng nghiêng đầu đi, không thèm để ý đến cô nữa. Anh cũng không biết cô uống lộ thuốc gì mà nhất quyết cũng phải bắn trúng hồng tâm cho bằng được. Vị binh sĩ kia thấy hai người mất hòa khí, liếc nhìn mọi người cũng đã về gần hết, cho nên đi lên vài bước nghiêm giọng khuyên Mục Hy. Đồng chí Mục, bắn súng là một quá trình tập luyện lâu dài. Cô là diễn viên, học được tư thế cầm súng chuẩn như thế là tốt lắm rồi. Mục Hy cụp mắt ủ rũ thả súng xuống bàn, cô khẽ siết chặt nắm đấm, nhẹ giọng hỏi binh sĩ kia. Khi các anh nhắm bắn người thật thì có từng sợ hãi không? Binh sĩ kia hơi ngẩn ra rồi bật cười sang sảng đáp. Phải biết người cần chúng tôi dùng súng để đối phó thì chẳng là kẻ lương thiện gì. Cho nên trong ý chí của mỗi quân nhân chúng tôi chưa từng có hai từ sợ hãi.
Mục Hy chớp mắt như thông suốt điều gì đó. Cô khẽ cong môi mỉm cười rạng rỡ với binh sĩ kia. Tôi đã hiểu, cảm ơn anh. Binh sĩ kia chỉ cười cười, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội với cô và Lạc Thần rồi rời đi. Lạc Thần mắt lạnh liếc Mục Hy vẫn đang chăm chú nhìn bia ngắm xa xa, lạnh giọng hỏi. Cô muốn bắn ai mà phải kiên quyết như thế? Anh nhìn thấy rõ ràng khi Mục Hy hỏi binh sĩ kia thì ánh mắt cô hiện lên vô số tia không cam lòng. Mục Hy xoay người lại bĩu môi với anh. Bắn anh đó, được không? Lạc Thần thấy cô làm mặt quỷ với mình, nhịn không được cười xì một tiếng, choàng tay qua vai kéo cô đi, còn không quên cười nhạo. Đợi cô bắn trúng hầm tâm đi, rồi chạy lại bắn tôi. Mục Hy tức giận đẩy cái tay anh ra, nói. Đừng ỉ mình có tiên phú thì lên mặt. Hai người ở Mỹ đi về khu dành riêng cho đoàn phim ở tạm trong quân doanh. Vừa tiến vào thì đã bị Tiểu Đào và quản lý của Lạc Thần kéo đi về một góc yên tĩnh. Sắc mặt hai người này vô cùng khẩn trương và sốt ruột, đưa di động đến cho Lạc Thần và Mục Hy xem. Tiểu Đào nói. Anh chị bị người khác tung tin đồn thất thiệt trên mạng, giờ đã leo lên No One tìm kiếm rồi. Mục Hy và Lạc Thần sắc mặt cũng ngưng trọng đi, nhìn tin tức trên mạng xã hội. Tổng cộng có 7 bức ảnh chụp cô và Lạc Thần trong các tư thế thân thiết và các góc chụp vô cùng ám muội, từ hậu trường của Dạ Nguyệt đến trước buổi công bố phim lần đó và cả mới đây nhất là lần cô thử vai cho Hóa Điệp. Có thể nói những lần cô và Lạc Thần gặp nhau đều bị theo dõi chụp lại. Nhưng đáng ghét hơn là tiêu đề của tin tức này là Mục Hy Lạc Thần quan hệ đồng nghiệp, người yêu hay là vì tình vì lợi. Mục Hy lướt nhanh xuống phần bình luận, thấy fan của cô và Lạc Thần đã sớm nhịn không được lao vào chửi nhau om tỏi. Làm ơn đi, hẹn hò với Mục Hy á. Thần thần của bọn tôi hiện tại chỉ chăm lo sự nghiệp, ok? Nói cứ như chỉ có mình thần tượng các người biết chăm lo sự nghiệp thôi vậy. Hi hi, nhà bọn tôi mới không thèm nhá. Còn chưa biết ai không thèm ai đâu nhà trên ạ. Còn có một số fan CP hào hứng không kịp lao vào góp vui. À, thần hy của tôi. Thần hy mãnh đỉnh. Bọn fan này đúng não tàn. Không còn nhìn rõ xem là Lạc Thần dẫn dắt Mục Hy vào đoàn phim Hóa Điệp đấy. Nó không chừng là có trao đổi gì đó để đi cửa sau. Bạn nói cũng có lý. Chứ với năng lực diễn xuất dở tệ ở mấy bộ phim trước đó của Mục Hy thì làm sao mà nhận được vai chính liên tiếp như thế. Tôi còn nghe đồn Lạc Thần là nhị thiếu của tập đoàn Lạc Thị ở Thành Nam đấy. Đúng là hồ ly tinh, kẻ dơ bẩn, cút khỏi giới giải trí đi. Đi chết đi. Mục Hy càng đọc thì thấy đầu mình càng đau, tay chân cũng đang lạnh toát đến run rẩy. Cô đã từng cảm thụ qua bạo lực mạng là như thế nào, cho nên lần nữa bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, cô vẫn không nhịn được mà run sợ. Lạc Thần phát hiện ra Mục Hy khác thường, anh giật lấy di động trên tay cô ném qua cho Tiểu Đào, lạnh lùng nói. Lập tức thu thập đồ đạc trở về nội thành. Tiểu Đào, cô gọi cho Vương Quốc Sâm bảo anh ta đến đây đi. Tiểu Đào nhìn sắc mặt Mục Hy tái nhợt, vội gật đầu đáp. Anh Sâm đang trên đường đến đây, em đi thu dọn đồ đạc, anh trông chừng chị Hy giúp em nhé. Lạc Thần gật đầu, Tiểu Đào vội vàng rời đi. Quản lý của Lạc Thần Trần Duy Duy Lát cũng cất bước rời đi, thu dọn đồ quay về công ty gấp. Mục Hy vẫn im lặng cúi đầu đứng đó không nhúc nhích. Lạc Thần thở dài, hiếm khi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Không cần sợ. Mục Hy ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn anh, nhưng cô chỉ cắn chặt môi không đáp. Lạc Thần xì một tiếng đưa tay véo má cô. Em khóc xấu lắm, mau nuốt nước mắt vào lại cho ông. Nước mắt Mục Hy đang giạt rào trực rơi, cũng bị chọc tức đến mức chạy thẳng lên não. Lạc Thần,